động chăm sóc khách hàng, thay mình làm nhiều việc, auto trả lời inbox, trả lời tự động, chăm sóc khách hàng tự động. Đó là mọi người tìm hiểu về chatbot khá là nhiều, automatic. Rồi, ok. Thì trong cái buổi ngày hôm nay á, thì mình sẽ chia sẻ với mọi người những cái vấn đề sau. Đây. Em thoát ra rồi vào lại thử nhá, là anh Tuấn nhá, bởi vì mọi người đều xem được nhá. Thì trong buổi hôm nay thì mình muốn chia sẻ với mọi người những vấn đề sau. Thứ nhất thì là chatbot là gì này, chatbot có lợi ích gì. Sau đó thì mình sẽ giới thiệu các nền tảng chatbot. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau tích hợp cái chatbot vào cái fanpage của mọi người luôn. Mình sẽ hướng dẫn luôn. Và nếu mà có thời gian nữa thì có thể là khá muộn, thì mình sẽ nói chuyện với mọi người về kịch bản chatbot, ứng dụng chatbot về hơn thế nữa. Và có quà tặng cho những người đặt câu hỏi hay. À, mọi người nếu mà được thì mọi người nên quay video màn hình lại, là đề phòng cái trường hợp cái máy của mình nó bị lỗi á mọi người á. Bởi vì đợt trước đây mình đã bị một lần rồi. Đó là cái máy của mình đang dùng thì bùng chéo quá thì nó bị lỗi. Nên là tốt nhất là chúng ta hãy nên đề phòng. Còn cách cái bên này thì bây giờ nó hơi khó. Em sẽ cố gắng em quay lại em gửi cho mọi người. Nhưng mà mọi người cũng nên dự phòng, ai đó quay được thì gửi cho cả nhà. Ok, thì cái vấn đề đầu tiên mà nói với mọi người á, đó là cái chatbot là gì. Đây, chatbot là một cái phần mở rộng chức năng nhắn tin trên fanpage Facebook. Và mỗi chatbot thì phải liên kết được một trang. Vì vậy thì ai dùng chatbot nói chung là lý thuyết là nó là một cái công cụ được tích hợp vào fanpage. Thì mọi người đừng có nhầm chatbot với lại là AI nhá. Bởi vì là cái chatbot mà có hai loại chatbot, một loại chatbot là nó có khả năng tự học, tự xử lý, tự trả lời. Còn một loại chatbot là chúng ta nó theo dạng là nếu và thì. Tức là tôi sẽ đặt là nếu ai hỏi giá thì nó trả lời giá. Và hầu như là cái chatbot trên thị trường thì hiện tại thì đó là nếu và thì thôi. Chứ không phải là nó có thể khả năng tự học gọi AI gì thần thánh đâu. Đây là mọi người phân biệt chút. Ở đây thì có một số cái, đây có một số đơn vị họ ứng dụng chatbot như là, đây mình gửi cho mọi người nhá. Đây là một số bài báo về chatbot. Thì mình muốn gửi cho mọi người bởi vì mình, nhiều quá nó không chạy đúng không? Ok, đây mình gửi từng cái một cho mọi người. Đấy. Thì các đơn vị lớn họ đã sử dụng chatbot rất là nhiều. Nói chung là nó ứng dụng cho ngân hàng vẫn được này. Chúng ta có thể chuyển tiền ở trên hệ thống fanpage chatbot luôn, đăng nhập vào hệ thống luôn, đặt vé máy bay bằng chatbot này, rồi là đọc chứng khoán gì bằng chatbot được hết. Rất là nhiều cái ứng dụng, mọi người có thể gõ ứng dụng chatbot. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi trực tiếp vào vấn đề là chatbot thì là có lợi ích gì cho mọi người, đúng không? Cái đó là điều quan trọng, là chatbot thì có lợi ích gì. Ok, thì cái chức năng đầu tiên mà mình muốn nói cho mọi người đó là chức năng tự động inbox khi có khách hàng comment. Cái chức năng này là sẽ như thế nào? Thì chúng ta có thể là để chơi game hoặc hỗ trợ bán hàng. Ví dụ như ở đây mình sẽ nói về cái phần mà nó sẽ hỗ trợ bán hàng. Ví dụ khi mà khách hàng chúng ta có một sản phẩm A chẳng hạn, thì khi mà khách hàng comment thì nó sẽ, chatbot sẽ tự động gửi thêm hình ảnh hay là video giới thiệu về sản phẩm đó chẳng hạn. Thì chúng ta có thể hỗ trợ bán hàng. Hoặc loại này có thể áp dụng chơi game được. Khi khách hàng comment thì nó sẽ gửi cái luật chơi cho họ và họ bắt đầu chơi, nó ghi nhận. Đấy. Tiếp theo một cái chức năng nữa đó là nhắn tin cho toàn bộ khách hàng. Những chức năng này thì hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người tích hợp hết vào fanpage. Thì mọi người cứ yên tâm. Đó là chức năng nhắn tin cho toàn bộ khách hàng. Đấy.
Nhắn tin tức là sao? Ở đây thì mọi người lưu ý này, thì khi mà chúng ta có một cái sản phẩm mới chẳng hạn, chúng ta muốn nhắn tin cho toàn bộ khách hàng ở trên fanpage, thì nếu mà thông thường thì mọi người phải chạy quảng cáo, đúng không? Và nếu mà chạy quảng cáo thì chúng ta lại phải mất tiền. Có video, nhưng mà tốt nhất mọi người nên quay lại, bởi vì là đề phòng trường hợp nó bị sự cố bên mình. Chúng ta có thể là thông báo sản phẩm mới này, ví dụ như là chúng ta có một sản phẩm mới ra, chúng ta thông báo cho hàng ngàn khách hàng và chúng ta không mất đồng tiền quảng cáo nào hết. Đấy, chúng ta có thể thông báo khách khuyến mãi này cho tất cả khách hàng này. Đấy, thì tí nữa chúng ta cũng sẽ được hướng dẫn tích hợp cái này. Và ngoài ra thì ở cái chỗ nhắn tin cho khách hàng này này, thì mọi người sẽ có một cái mà mọi người sẽ rất là, mình quan điểm bản thân mình rất là thích, thì đó là điều hướng traffic. Điều hướng ở đây là như thế nào? Ví dụ chúng ta có 5.000 bạn bè chẳng hạn, thì khi mà chúng ta đăng một bài lên, thì nếu mà chúng ta đăng một bài lên đúng không, thì nó chưa chắc là 5.000 bạn bè đó đã thấy. Nhưng mà nếu mà chúng ta sử dụng qua hệ thống chatbot chẳng hạn, ví dụ bản thân mình đang áp dụng, ở đây mọi người áp dụng cho cái sự kiện chatbot này, mình bị lỗi kỹ thuật một cái, thì mình sẽ gửi lại cho mọi người ngay lập tức được. Đó là cái điều hướng traffic. Đấy, thì nó rất là tiện. Trên fanpage cũng như vậy, ví dụ như là mình có một cái tài liệu gì đấy mà nếu mà chúng ta cho khách hàng chúng ta tải về không chẳng hạn, thì chúng ta không kiểm soát được là ai tải, và chúng ta không thể làm gì đối với người tải cái video hay cái ebook đó, hay là cái mã khuyến mãi mọi người đưa ra, ai tải chúng ta đều không biết được, ai sử dụng chúng ta không biết được. Nhưng mà với chatbot thì khi mà họ sử dụng á, thì mọi người lại có thể tiếp tục quảng cáo lại cho họ, xác định là ai đã sử dụng mã đấy. Ok, thì chúng ta sẽ làm dần dần nhá. Tiếp theo là cái chức năng là tự động trả lời tin nhắn theo cú pháp. Cái này thì mình đưa ra hai ý. Thứ nhất là thay thế một phần nhân viên nhé. Bởi vì lưu ý mọi người này, chatbot không thể thay thế hoàn toàn con người được. Bởi vì là thứ nhất là khách hàng họ không thích tự động. Bản thân mình mua hàng mình cũng không thích tự động. Mình ghét tự động quá. Và nhưng mà nếu mà tự động một chút kết hợp với nhân viên, thì chúng ta vừa tiết kiệm được nhân viên và chúng ta tạo được sự thích thú với khách hàng. Ví dụ như là tôi có thể là cài đặt là khi khách hàng comment hỏi tên hệ thống chat với nhân viên chẳng hạn, hỏi giá chẳng hạn, thì nó sẽ tự đưa giá. Và hoặc là khi khách hàng comment hỏi giá chẳng hạn, thì nó tự động inbox ở trên này, hoàn toàn được. Và cái công cụ tiếp theo của chúng ta là cái lợi ích, đó là chăm sóc khách hàng tự động. Ở đây là chúng ta có thể chăm sóc và bán hàng trọn đời. Đây tôi ví dụ, thông thường thì hiện tại thì mọi người bán hàng theo kiểu là chúng ta cố gắng làm sao bán được nhiều khách hàng nhất. Và tại sao chúng ta không làm ngược lại, đó là một khách hàng mà chúng ta bán được nhiều sản phẩm nhất. Ở đây thì với hệ thống chatbot thì mọi người có thể làm được chuyện đó. Tôi ví dụ, bây giờ chúng ta bán cái là váy bầu cho mẹ đi, mẹ bầu đúng không? Thì với chúng ta có thể là cho khách hàng một cái quyển cẩm nang về bầu, và muốn nhận được quyển cẩm nang thì họ phải gõ cái tháng bầu của họ tương ứng. Ví dụ như là họ gõ là 7 tuần bầu rồi chẳng hạn, thì tất nhiên là họ sẽ nhận được cái tài liệu tương ứng, nhưng mà chúng ta sẽ biết là họ đang ở tuần ở bầu thứ 7, và sau đó một tuần thì chúng ta có thể cài đặt cho chatbot bạn đang ở tuần thứ 8, sau đó một tuần chúng ta có thể là cài đặt bạn ở tuần thứ 9. Và sau khi cô ấy chúng ta cộng 9 tháng 10 ngày nó sinh con xong thì bạn đã sinh có cháu nhỏ bạn lên làm thế nào, và chúng ta cứ bán tiếp tục. Chưa kể là chúng ta có thể bán chéo giữa các sản phẩm với nhau nữa. Ví dụ như chúng ta có một fanpage về giày, chúng ta có thể bán chéo một cái fanpage về tất chẳng hạn khi mà sử dụng chatbot.
Ở đoạn này thì mọi người có cái câu hỏi gì không? Điện thoại thì em thử trên máy tính nhé, bởi vì anh nghỉ một số nhưng lúc này điện thoại anh thì anh không dùng được ở trên chôm. Cái phần lợi ích chatbot này thì mọi người có câu hỏi gì không? Không thấy tiếng á, thì bạn thử bật loa lên nhé, bởi vì ở đây thì chắc chỉ có một mình Hà là không thấy tiếng thôi. Có tiếng mà. Ở đây mọi người có câu hỏi gì không? Nếu mà mọi người không có câu hỏi thì chúng ta sẽ qua các cái phần tiếp theo, đó là giới thiệu các nền tảng để tạo chatbot. Cái này thì tí chúng ta sẽ đi vào thực hành thì nó sẽ dễ dùng hơn nữa. Ok, nếu mà mọi người hiểu cái lợi ích của chatbot rồi thì mọi người mình nói chỗ này một chút nữa. Tại sao mà mình muốn mọi người cài chatbot sớm? Bởi vì là sao? Cái chức năng mà nhắn tin cho toàn bộ khách hàng á thì nó chỉ tính từ ngày là chúng ta cài chatbot vào thôi. Tức là ví dụ như là hôm nay chúng ta là ngày mùng 6 tháng 3 đi, chúng ta cài chatbot vào hệ thống, vào fanpage, thì tất cả những khách hàng từ sau ngày đó thì nó mới vào hệ thống. Nhưng mà chúng ta thì tí nữa cuối chương trình thì tôi sẽ chia sẻ cách cho mọi người là làm sao để thu hút khách hàng vào trong cái hệ thống của chúng ta. Đấy, ở đây thì tí nữa chúng ta sẽ nói cái phần đó là kịch bản cho chatbot hút và đẩy, làm sao để gia tăng những cái khách hàng cũ vào cái hệ thống chatbot của chúng ta. Tất cả đều có khách. Đó, chứ không phải là chúng ta cài vào một phát là chúng ta nhắn tin cho khách hàng đâu. Nhưng mà chúng ta càng cài sớm á thì cái data của chúng ta sẽ được tích trữ lớn dần. Đó, ok. Nếu mà mọi người không có câu hỏi gì ở đây thì mọi người comment 2 nhá. 2 hết toàn bộ thì chúng ta sẽ qua cái phần tiếp theo. Đó là mình sẽ giới thiệu cho mọi người các cái nền tảng hỗ trợ để tạo chatbot. Nếu mà không xem được thì mình sẽ gửi cái video này, nếu mà nó không có sự cố gì thì mình sẽ gửi cái video này qua hệ thống chatbot hoặc là gửi qua cái email của mọi người đăng ký. Rồi, ok, vậy thì chúng ta sẽ qua cái phần tiếp theo. Cái chatbot, Dư Lâm, chatbot là cài vào fanpage nhé, chứ không phải là cài vào không phải cài vào máy tính, tức là chúng ta cài vào fanpage. Được rồi, slide cho thoải mái mà, mình có tiếc gì đâu. Ok, bây giờ mình sẽ qua cái thứ hai là giới thiệu các nền tảng chatbot. Thì ở đây thì nó rất là nhiều nền tảng để chúng ta tạo chatbot. Thì thông thường đáng lẽ thì chúng ta phải cốt một hệ thống chatbot riêng, nhưng mà bây giờ thì có rất là nhiều nền tảng. Thì cái nền tảng đầu tiên mà tôi muốn giới thiệu cho mọi người đó là cái thằng ManyChat. Đây. Thì cái thằng ManyChat này thì nó có những cái chức năng như ở đây mình nói. Có tất cả chức năng ở trên này đều có hết. Nhưng mà ManyChat thì nó rất là hạn chế. Hạn chế là ở cái đây, ManyChat thì nó hạn chế lắm, bởi vì nó là cái bản trả miễn phí của nó dùng không được nhiều, và nó thì chỉ phù hợp với người dùng phổ thông. Tức là nếu như mọi người không biết nhiều về kỹ thuật á thì mọi người dùng ManyChat là quá tốt rồi. Nhưng mà mình muốn giới thiệu cho mọi người cái thằng chủ yếu là mình muốn mọi người học ở trên Chatviewer, bởi vì cái khả năng mở rộng của nó kinh khủng. Mở rộng như thế nào thì mình sẽ nói, chứ thằng ManyChat này nó không hỗ trợ khả năng mở rộng. Nó không có cái, mình không thể viết thêm được. Còn ở Chatviewer thì chúng ta tha hồ viết thêm được. Thì ở đây thì các nền tảng này thì mọi người, đúng rồi, ManyChat nó ngon nhưng mà không tùy biến được.
Nhưng mà nếu mà người dùng phổ thông thì mọi người nên dùng ManyChat. Ở đây thì có hai cái của Việt Nam, đó là Hana và BotMe. Thì hai thằng này là của Việt Nam, nó cũng dành cho những cái người mà nếu như mà mọi người chỉ sử dụng bình thường thì mọi người có thể sử dụng nó được. Không, mình không thể dùng nhiều nền tảng một fanpage bởi vì là nó sẽ đá nhau, bởi vì mỗi tự nhiên nó sẽ đánh nhau, nó sẽ chèn lệnh qua của nhau. Ở đây thì khuyên mọi người thì nên dùng chat viewer. Nếu mọi người dùng nhiều thì mọi người sau này mọi người sẽ hiểu nó. Nói chung là bên mình kiểu là viết thêm code cho chat viewer rất là nhiều. Chúng ta có thể tích hợp thêm giao hàng nhanh này, chúng ta có thể tích hợp thêm quản lý sim số chat viewer. Nói chung là nó rất là nhiều. Vậy nên là trong cái chương trình hôm nay á, thì mình chỉ hướng dẫn cho mọi người về cái chat viewer thôi nhé. Còn tất cả cái ManyChat á, hay là Hana, BotMe, hay là kể cả chat viewer thì trên Google vẫn có. Nhưng mà thông thường ở trên cái hệ thống, ở trên mình thấy những cái video chia sẻ về chatbot á, thì họ chỉ nói về cái kỹ thuật thôi. Và khi mà nói về kỹ thuật vậy thì mọi người sẽ rất là dễ sai lầm khi mà sử dụng. Hầu như mọi người hiểu chatbot là để tự động, và khi đấy thì mọi người không tận dụng hết sức mạnh của con chatbot. Với quan điểm của mình thì chatbot thì mình chỉ ngại là mình không có ý tưởng thôi. Tí thì mình sẽ nói về những cái việc, những cái ứng dụng thực tế luôn của con chatbot, không nói xa nữa. Ok, thì bây giờ mình sẽ tập trung vào cái thằng chat viewer. Đây là thằng chat viewer thì mình sẽ gửi link cho mọi người. Đây là chatviewer.com. Ok, đây là thằng chatviewer.com. Đấy. Mọi người vào được hết chatviewer chưa? Cái này mình sẽ đi chậm luôn. Nói chung là mình chỉ sợ mọi người không có thời gian thôi, chứ còn bản thân mình thì muốn là trong một chương trình thì mình chia sẻ với mọi người được nhiều nhất có thể. Nhiều nhất. Nên là mình có thể ngồi đến tận 12 giờ đêm được. Miễn là mọi người vẫn còn ngồi với mình. Vì rất là nhiều, thật sự chatbot này mình có nhiều vấn đề mình muốn nói lắm. Nhưng mà nói thật là trong cái thời gian và trong cái tuyển đạt này mình không thể tuyển đạt hết được. Nó thu phí thì em sẽ tí nữa em sẽ nói cái phần thu phí và không thu phí. Có nói cho mọi người luôn, rõ ràng luôn. Mình kể cả là phần không thu phí mình đã dùng đủ rồi. Hiện tại em dùng không thu phí em đã dùng đủ rồi. Em có thể kết nối với đủ các loại phần mềm rồi. Rồi ok, tập trung chatbot nha. Rồi, thì cái phần đầu tiên á, thì mọi người chúng ta sẽ học cách tích hợp chatbot vào fanpage, tích hợp chat viewer vào fanpage. Ok, nếu mọi người vào chat viewer được hết chưa? Hết rồi thì mọi người comment là ok nhá. Thì chúng ta sẽ bắt đầu cầm tay chỉ việc luôn, cầm chuột chỉ việc luôn. Rồi mọi người ok hết, mọi người còn ai chưa vào được nữa không? Ok hết xem nào. Mọi người nên chuẩn bị giấy bút ra nha, bởi vì là chúng ta ghi thì chúng ta sẽ ghi nhớ được lâu hơn. Chứ đừng ngồi nghe không nó chúng ta không nhớ được hết đâu. Bản thân mình làm chatbot thì nói vậy thôi, chiều nay mình có nói chuyện với một anh, mình ngồi nói chuyện tầm phải tiếng rưỡi, nhưng mà nói một đó mà tí nữa anh còn khó hiểu. Chatfuel.com, đúng rồi, chatfuel.com. Đây nhá mọi người nhá, cái đường địa chỉ đây này, chatfuel.com này. Đây, gõ lại cái chat cho mọi người. Rồi, ok, mình bắt đầu nhá. Bắt đầu tích hợp vào nhá. Rồi. Đây là trang chat viewer đúng không? Thì đầu tiên để mà tích hợp thì tất nhiên là mọi người phải đăng ký một tài khoản rồi. Thì chúng ta ấn vào đây.
Đây là mình đang xóa ứng dụng để làm lại. Chúng ta cần đăng nhập Facebook trước nhé. Thì thằng chat viewer nó sẽ hỏi, ok, đồng ý, không đồng ý cũng không được mà. Nó muốn quản lý các trang, tất nhiên phải cho rồi. Rồi, ok. Đây là một cái giao diện chính của nó. Rồi, mọi người làm đến bước này được chưa? Ai làm xong rồi thì mọi người nhấn ok nhá. Bước này thì quá dễ đúng không? Không, từ từ, mình cứ từ từ, Ở đây là lưu ý nhé, là mọi người chọn một cái fanpage mà mọi người đang không sử dụng á. Bởi vì lỡ có làm có sai thì chúng ta cũng không sao. Tí nữa chúng ta có thể kết nối lại được, lưu ý nhé. Ở đây thì mọi người có thể kết nối với một cái, mọi người chưa có thể chưa vội kết nối, hoặc kết nối với một cái trang để test. Chúng ta đừng có kết nối vào một cái trang chính thức. Tí nữa mình cũng không sao. Nói chung là lỡ kết nối thì không sao, nhưng mà lưu ý, bởi vì là mình sợ là trong thời gian chúng ta học á thì chúng ta chưa hoàn thành xong thì khách nó vào thì nó không tốt thôi. Ok, mọi người xong hết chưa? Xong hết ok xem nào. Kết nối rồi cũng không sao đâu. Rồi. Rồi. Ok. Mọi người làm đến đây hết rồi đúng không? Bây giờ thì chúng ta sẽ ở đây mọi người lưu ý nhé. Được, tí nó sẽ hướng dẫn cho mọi người cách tháo kết nối. Ở đây mọi người sẽ thấy này, nó sẽ có những cái con bot sẵn rồi. Ví dụ đây là bot cho thương mại điện tử này, bot cho người nổi tiếng này, bot cho nhà hàng này. Thì mọi người có thể ấn vào đây. Đây là những cái mẫu có sẵn. Và khi mọi người ấn vào đây thì mọi người sẽ hiểu cái cách sử dụng của nó. Ví dụ mình chọn một con bot cho nhà hàng. Đây là một con bot cho nhà hàng. Đấy, đây là những cái màu có sẵn ấy. Rồi, vậy thì bây giờ để cho dễ hơn thì chúng ta sẽ đi từ một con bot trắng tinh nhá. Chúng ta sẽ tạo một con bot trắng này, mọi người thấy ở đây không? Tạo một con bot trắng này, hoặc là tạo một con bot này. Ở đây mọi người yên tâm là con bot này thì nó rất là tiện, nó tức là nó có khả năng nhân bản. Tức là ví dụ chúng ta tạo một con bot sẵn rồi, chúng ta có thể nhân bản nó ra nhiều fanpage được. Và chúng ta có thể ngắt kết nối lại vào một fanpage khác được. Vô tư. Đấy, ở đây là nó cái chỗ nhân bản này. Đây mọi người thấy nhá, ở đây là ngoài này là cái nhân bản này. Đấy. Nhân bản mà chúng ta kết nối một bot khác. Ok, chúng ta sẽ đi bắt đầu nhé, tạo một con bot trắng này. Đây là một con bot trắng tinh. Đấy, trắng tinh thì nó sẽ có như vậy. Rồi. Tháo kết nối được chứ, mình thích mình tháo, có sao đâu. Ok, mọi người đã tạo được một con bot trắng chưa? Nếu mà xong rồi thì mọi người ấn ok xem nào. Đến đây thì mình sẽ hướng dẫn tiếp. Đây là một con bot trắng nhá. Thì để cho dễ sử dụng thì chúng ta sẽ làm từ đầu nhá. Cái này thì có khóa học chatbot rồi, nhưng mà hôm nay thì tổ chức online trực tiếp luôn để nhiều người họ chưa làm được thì họ sẽ làm. Với nhiều người họ chưa làm được. Ok, mọi người có muốn làm tiếp không? Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ hướng dẫn từ đầu nhá.
Bắt đầu chúng ta sẽ đi vào cái giao diện chính của một con chatbot này. Ở đây mọi người lưu ý cho mình nhá. Ở đây thì chúng ta sẽ có đầu tiên là việc lưu ý cực kỳ quan trọng đối với một con chatbot. Đó là mọi người phải xóa cái mặc định trả lời này. Chúng ta có cái nút xóa đây này. Chúng ta xóa này. Tại sao phải xóa? Bởi vì sao? Cái mặc định đây là khi mà con bot nó không hiểu khách hàng nói gì á thì nó sẽ trả lời. Ví dụ ở đây là vui lòng để lại số điện thoại chẳng hạn. Thì khi mà ai đó nói cái gì mà nó không hiểu thì nó cứ nói vui lòng để lại số điện thoại. Nhưng mà cái này nó rất là dở hơi. Thì theo kinh nghiệm của mình á, mọi người hãy xóa đi. Tức là nếu mà con bot nó không hiểu á, thì nó không trả lời, không nói năng gì hết á, thì khi ấy á, chúng ta sẽ vào hỗ trợ tiếp tục. Chỗ này mọi người hiểu được không? Mọi người đã xóa hết chưa? Xóa hết thì mọi người ấn số 1 nhá. Nhớ là phải xóa hết nhá. Không xóa rất là phiền đấy. Cài đặt thời gian hoạt động á, có chứ. À không không, mình không thể cài đặt thời gian hoạt động khi nào nó trả lời tự động và khi nào không được. Khi đã cài vào thì nó sẽ trả lời tự động thôi, nhưng mà cái đó thì mình không cần, mình chưa cần dùng đến chức năng tự động của nó luôn. Ok. Bắt đầu khi mà xong, mọi người xử lý xong cái thằng trả lời mặc định này á, thì mọi người qua đây, mọi người xóa những cái không cần thiết, cái màu của nó đi nhá. Rồi. Đây là màn hình chào. Màn hình chào tức là như thế nào? Tức là đây là nơi mà khi mà khách hàng á, chẳng hạn, với chuẩn bị chẳng hạn, đây là nơi mà khi khách hàng đến với con bot á, tức là khi mà ai đó nhấn vào cái nút nhắn tin ở trên fanpage á, thì đây là cái mà họ sẽ thấy. À, muốn tên là đây, mình nó có lệnh là fit name này. Đây, mọi người đánh dấu ngoặc tròn này này. Đấy, thì nó sẽ gọi được này. Giới tính này, last name này, vị trí này, fit name này. Đấy, nguồn này. Cái block mà họ kích. Nói chung là mình sẽ cái đơn giản trước là fit name nhá. Đấy. Ví dụ là tôi có thể giúp gì cho bạn. Ok. Chạy thử nhá. Ở đây mọi người có cái nút test này. Đây, chúng ta có cái nút test ở đây này. Chúng ta sẽ test thử nhá. Đấy, nó sẽ gửi một cái tin nhắn. Chúng ta có thể test, tức là không cần kết nối với con nào hết. Đấy. Xin chào Cương, chào mừng bạn đến với Cương Bích. Tôi có thể giúp gì cho bạn? Đấy, đây là cái câu chào đơn giản nhất. Cái này mọi người có làm được không? Xóa hết nhé, xóa hết những cái khác. Thì tí nữa sẽ có cái nó cao hơn một chút, nhưng mà chúng ta phải làm về những cái cơ bản này đó. Bởi vì không phải ai thì mọi người, không phải ai, mỗi người có một cái năng khiếu khác nhau. Nên là có thể mọi người thấy cái phần kỹ thuật nó rắc rối, có người thì lại đơn giản. Ok, mọi người làm được phần chào mừng chưa? Mọi người cứ làm tạm một cái câu đơn giản nào đấy. Đặc biệt là những cái ai mà kết nối với fanpage rồi á, thì để khách hàng vào thì họ sẽ được chào. Rồi mọi người gõ đi, gõ cái lời chào đi. Đấy, chúng ta đang học đến phần giao diện chính rồi. Mọi người gõ cái lời chào đơn giản thôi nhá. Rồi sau này thì chúng ta có thể sửa tiếp sau. Bởi vì nếu thì mình muốn là mọi người có nhiều thời gian học được nhiều kiến thức hơn nữa về cái thằng chatbot này.
Ok rồi, ai xong rồi thì mọi người gõ phím 2 nhá. Rồi, ai xong rồi mọi người gõ phím 2 nhá. Là mọi người học kỹ thuật rất là tốt đấy. Làm sao mà xong cái buổi hôm nay thì ai cũng có thể có chatbot và biết sử dụng chatbot rồi. Đừng, chúng ta đừng có để phí tiền cho Facebook thêm nữa. Rồi ok, vậy chúng ta tiếp tục nhá. Bây giờ thì mình sẽ xóa luôn cái này này. Xóa luôn thằng này. Và muốn xóa được thì chúng ta phải gõ phím hoa và đấy. Bởi vì mình muốn là mọi người làm từ đầu luôn nên là mọi người sẽ xóa hết. Mình sẽ xóa hết để mọi người làm từ đầu. Mọi người hiểu và cách làm luôn. Rồi, bây giờ là trắng tinh đúng không? À, tí anh hướng dẫn luôn, cái đó đơn giản, quét mà QR quá dễ luôn. Ok, bây giờ là một cái con trắng tinh nhá, thì bắt đầu chúng ta sẽ cùng nhau làm việc nhá. Ở đây thì mọi người lưu ý này, là các, bây giờ mình sẽ giới thiệu các cái menu chính của cái con chatbot này. Đầu tiên á, là cái cài đặt. Đây, phiên bản trả phí và không trả phí thì nó khác nhau cái gì? Với cái phiên bản mà chúng ta trả phí á, thì nó sẽ ẩn quảng cáo. Đây nhá. Đây, khi mà chúng ta chat này, đấy, people nó tí sẽ nói, tức là nó sẽ có hai phần. Thứ nhất là khi mà chúng ta trả phí á, thì chúng ta sẽ được ẩn cái quảng cáo chỗ này. Khi mà khách hàng vào menu ở trên điện thoại á, đó, ví dụ mọi người ở đây chẳng hạn, mọi người sẽ nhìn thấy đây cái menu đây này. Thì nếu mà dùng bản trả phí á, thì nó sẽ không có cái này. Tí nữa mình sẽ hướng dẫn mọi người về cái menu này luôn. Nếu mà mọi người đủ sức học không bị đau đầu. Đây, nếu mà chúng ta trả phí thì nó sẽ mất đi cái này này. Là cái thứ nhất, tức là mất đi quảng cáo của chat viewer. Rồi, cái thứ hai, khi mà chúng ta trả phí á, thì chúng ta có một cái chức năng này, đó là chức năng people. People tức là lời nghĩa là làm sao. Thì mọi người có thể xem video thì mọi người hình dung, thì mình nói sơ lược cho mọi người thế này. Ví dụ mình bán hàng cho một khách hàng và mình muốn cập nhật cái thông tin đó là cô ấy ở Hà Nội chẳng hạn, thì với cái phiên bản này thì được rồi, ok, sẽ úp lên. Với cái phiên bản trả phí á, thì chúng ta có thể cập nhật được. Đấy nhá, mọi người xem đây nhá. Hello and welcome to people. Đấy. Tức là chúng ta cập nhập cái thông tin cho người dùng được. Cái này thì hơi phức tạp một chút. Thì tí nữa về cái phần phân loại khách hàng thì mình sẽ nói thêm. Đây, ví dụ như này, chúng ta có thể phân biệt được này. Ví dụ như chúng ta bán quần áo chẳng hạn, thì chúng ta có thể tạo một cái trường là size chẳng hạn, và nhập cái người đó là đi size giày bao nhiêu. Hoặc là nhập màu sắc để biết là nhập vào hệ thống là người đó thích màu đỏ chẳng hạn. Và khi nào chúng ta có một cái áo màu đỏ ở cái size 36 đó gì đấy, thì XXL gì đấy, thì chúng ta có thể gửi chính xác cho cô ấy được. Mình nói nôm na như vậy cho mọi người đơn giản dễ hiểu thôi. Tức là chúng ta có thể cập nhật thủ công khách hàng được, cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống. Cái này thì nó sẽ hơi rắc rối một chút. Mọi người có thể hơi khó hiểu một chút chỗ này nhé, nhưng mà mọi người làm dần dần thì mọi người sẽ xử lý được. Ok, đó là với bản trả phí. Thì đây là cái tiền mà mình phải trả, thì nó rất là đắt. Ở đây thì bản trả phí á, thì mọi người nhìn cái giá này. Đấy, tức là tối thiểu là một tháng là $30 rồi. Tháng $30 và tùy cái data của chúng ta còn bao nhiêu. Đắt lắm. Nói chung là
chúng ta xài bản miễn phí là vô tư rồi, mình hướng dẫn cho mọi người xài bản miễn phí là thoải mái rồi. Ok, thì với bản miễn phí á thì mọi người sẽ có những cái chức năng này như sau. Đầu tiên là chúng ta phải biết cách, đó là kết nối một con chatbot. Đây nhá, mọi người nhìn ở đây này, đây là phần cài đặt này. Đấy. Và đây là chúng ta muốn kết nối với con nào thì chúng ta sẽ kết nối. Ví dụ bây giờ mình muốn kết nối một con chatbot thì chúng ta phải vào đây để kết nối. Và cũng là vào đây để hủy kết nối. Nếu mà bạn nào lỡ kết nối rồi thì chúng ta có thể vào đây hủy kết nối được. Đấy. Anh em mình sẽ đưa nhìn một con bot cho mọi người dễ hình dung. Đây. Đây là nơi để mọi người kết nối con bot. Đấy. Và cũng có thể ngắt kết nối. Đây nhá. Đây là mọi người nhìn cái bánh răng đây này. Đấy, chúng ta có thể ngắt kết nối ở đây. Đó. Ok, mọi người biết ngắt kết nối chưa? Và ít nhất là mọi người phải biết kết nối và ngắt kết nối nhá, bởi vì đôi khi có thể mọi người không thích dùng chatbot nữa chẳng hạn, thì mọi người ngắt kết nối ra thôi, nó sẽ không trả lời không cái gì hết nữa. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo một cái mà mọi người phải cài đặt đó là cái thời gian. Bởi vì là khi mà chúng ta gửi tin nhắn cho khách hàng, ví dụ chúng ta có thể lên lịch là đến 10 giờ sáng mai gửi tin nhắn cho khách hàng chẳng hạn, thì khi mà cái thời gian này nó bị sai này thì dẫn đến là cái thời gian gửi nó bị sai. Thì chúng ta ở Việt Nam thì chúng ta sẽ đây nhá. Cộng 7 này. Đấy. Ok, mọi người làm được chỗ này không? Lag á? Mọi người có bị lag không? Nếu mà ai mọi người có nghe rõ được không? À, vậy là do mạng của anh Trường ấy mọi người, bởi vì mạng nhà mình nó không thể đông quá lan được, bởi vì là cái hệ thống này thì mình có thể học đến tầm 500 người mà đây chúng ta mới có vài chục người. Ok, mọi người chọn mình chỉnh được thời gian chưa? Lưu ý nhá, chỉnh thời gian nhá. Rồi, tiếp tục thì mọi người kéo xuống ở đây này thì mọi người sẽ thấy cái quyền quản trị. Tức là chúng ta có thể chia sẻ quyền quản trị cho cái nick khác được. Ví dụ mình có con bot này, mình muốn chia sẻ cho mọi người chẳng hạn, thì mình có thể là mời mọi người vào làm quản trị viên được và cùng nhau sử dụng chatbot. Nếu mà làm thì mọi người sẽ xem lại video sau, đoạn nào bị thiếu thì chúng ta xem video. Ok, đây nhá. Cái chỗ thêm người dùng này, thêm admin này mọi người làm được không? Mọi người hiểu không? Hiểu thì mọi người ấn ok nhá. Tức là mình có thể mời không vào fanpage quản trị viên cho con bot thôi. Đó. Rồi, ok. Ngoài ra có một số chức năng khác nữa nhưng mà mình tạm thời không quan tâm, bởi vì học nhiều quá thì nó rối loạn. Ok, rồi bây giờ mình sẽ nói về cái chức năng đầu tiên nhá, đó là các đây, ok, đó là các block hiển thị cơ bản ở trên con chatbot. Thì sau đó chúng ta mới học các chức năng này được, bởi vì chúng ta không hiểu nó thì chúng ta không học được. Ok này nhá, này ở đây này là nơi này là đây hình với mọi người hình thông báo cái loa này này. Thì đây là nơi mà mọi người sẽ nhắn tin cho toàn bộ khách hàng. Đấy. Chúng ta có thể hẹn giờ để nhắn tin này, mọi người ấn vào dấu cộng đây này. Đấy. Lên lịch này. Đấy. Đó, vào lúc ngày bao nhiêu này. Vào lúc mấy giờ này. Thời gian này. Đấy, có lặp lại hay không này. Đấy. Và đây là nội dung chúng ta muốn gửi cho khách hàng. Viết nội dung ở đây nhé, đây nhé. Chỗ này làm hơi nhanh một chút. Mọi người chọn cái text này này. Đấy, đây là nội dung. Nội dung muốn gửi
Đọc hay. Ok. Và chúng ta có thể gửi được hình ảnh này. Đấy, chúng ta có thể gửi được hình ảnh. Đấy. Chúng ta có thể gửi được video. Đúng rồi, chọn phân tích, chọn phân tích. Đấy. Rồi. Đấy. Và chúng ta có thể gửi cho toàn bộ khách hàng ở đây. Đây là cái phần gửi nhá. Đấy. Đấy, ví dụ ở đây có tổng cộng là 32 khách hàng. Và chúng ta sẽ chọn gửi cho họ này, tag này. Đấy. Nội dung mong muốn này. Đấy. Chúng ta có thể chèn cái link vào đây được. Đây là cái dạng mà đơn giản nhất. À, mình không gửi theo tệp có sẵn được. Tệp có sẵn thì bây giờ mình phải chuyển đổi thôi. Mình không gửi. Tức là ở đây là tính từ ngày nó cài vào. Tức là khách hàng có sẵn ấy. Khách hàng đã chat với fanpage từ ngày mình cài. Còn ví dụ bây giờ mình cài vào rồi và mình muốn tất cả khách hàng thì có cách tí nữa sẽ hướng dẫn mọi người. Rồi. Đoạn này mọi người có thể làm được không? Đoạn này mọi người làm được không? Làm được thì comment 1 nha. Cái này thì nó sẽ có một số cái nữa, nhưng mà từ từ mình sẽ nói, bởi vì nó hơi liên quan lằng nhằng với nhau một chút. Nên là không, like bài viết thì không. Nhưng mà ví dụ chúng ta cài chức năng tự động comment chẳng hạn, thì khi mà họ comment vào bài viết thì nó tự động vào inbox thì cũng dính vào. Ok, mình sẽ quay về cái này một chút để cho mọi người có thể dễ dàng sử dụng. Đây. Bởi vì chắc chắn là mọi người phải làm được cái này. Đây nhá. Bây giờ mình sẽ đến cái phần này mọi người này. Các dạng blog hiển thị cơ bản. Mọi người không phải thắc mắc blog là cái gì đâu. Đơn giản là trong hệ thống chat viewer thì mỗi cái này thì nó gọi là một cái blog. Đây ví dụ này, đây là một cái blog. Đây mình giới thiệu một cái blog đơn giản cho mọi người nhé. Ví dụ đây là sản phẩm 1 chẳng hạn. Đây là một con blog này. Đấy. Đây là cái blog thứ 2 này. Đây là blog thứ 3 này. Đây là blog thứ 4 này. Thứ 5. Còn trong blog á, thì chúng ta muốn trình bày gì là việc của chúng ta. Mình sẽ bắt đầu vào blog đơn giản nhất nhé. Ví dụ bây giờ chúng ta muốn là khách hàng thấy là text trong cái blog sản phẩm này. Đây. Và một cái blog thì nó sẽ có địa chỉ. Mọi người lưu ý nhé, cái này rất là hay. Đó là có địa chỉ. Mọi người kích vào link này. Và chúng ta bật địa chỉ lên này. Chúng ta đồng ý này. Đây. Ví dụ chúng ta có một sản phẩm mà muốn khách hàng đến xem sản phẩm đó luôn, thì chúng ta có thể gửi blog, gửi cái link này cho họ. Họ kích vào luôn. Đấy. Thì để mà hiển thị tag á, chúng ta sẽ đi lần lượt nhé. Đây là tag này. Đây. Đây là cái blog đầu tiên mà mọi người muốn sử dụng được và sử dụng nhiều nhất, đó là tag. Mình ghi sản phẩm 1 đi. Sản phẩm 01 chẳng hạn. Giá là 350 123 chẳng hạn. Ok. Đấy. Trong blog tag á thì chúng ta sẽ có những cái nút tùy chọn này. Con này mình sẽ làm một loạt nhá. Đây là menu 1 này. Ok. À, link web được, link gì cũng được hết. Ví dụ chúng ta muốn là link cái web chẳng hạn, có thể là một cái web được, vô tư. Chúng ta sẽ làm dần dần nhá. Đây. Ở đây thì nó sẽ cho phép mọi người làm ba cái nút, ví dụ đây là gọi tư vấn chẳng hạn.
Ở đây chúng ta có ba cái chế độ ở đây. Cái thứ nhất là cái block này. Cái thứ hai là cái đường link này. Đường link này thì có thể bất cứ link gì. Link web này, link Facebook cá nhân này, hay là link một bài viết bất kỳ đều được, không sao hết. Và đây nó có một cái chế độ nữa là gọi, tức là khi họ kích vào đây thì họ sẽ gọi. Và chúng ta sẽ chọn Việt Nam nhé. Đây. Đấy, và chúng ta sẽ gọi số điện thoại 903 039 835 chẳng hạn. Ok, mình sẽ làm thử cho mọi người để mọi người nó dễ hình dung. Rồi mình có một cái block nữa là về menu chính chẳng hạn. Đây. Chính ở đây thì mình sẽ cỏ tên block này là block welcome này. Ở đây thì mọi người sẽ nhìn này, chúng ta sẽ có hai phần. Phần thứ nhất á, là cái phần mà khách hàng sẽ thấy. Đây là chữ menu 1 này, gọi tư vấn này, về menu chính này, đó là phần khách hàng thấy. Phần thứ hai mà mọi người thấy mờ mờ á, thì khách hàng không thấy được. Đó là khi mà nhấn vào cái nút menu 1 á, thì nó sẽ về cái gì? Ở đây khi mà nhấn menu 1 á, thì nó sẽ về trang web Cương Bích này, một cái đường link này. Ở đây mình đã chọn đường link này. Với cái này thì là nhấn gọi tư vấn này thì nó sẽ về số điện thoại này. Và cái ông này thì về menu chính á, thì nó sẽ về cái block, là cái này gọi về tên của block nhé, là về welcome. Mình thử cho mọi người thấy nhá. Này mình sẽ ấn này, ấn vào link này. Đấy, khi mọi người ấn vào link này, đấy, nó sẽ có này. Sản phẩm 01 giá là 350.000. Nếu như mà gọi tư vấn này, mình kích vào gọi tư vấn này. Đấy thì nó báo luôn trên điện thoại, nó sẽ gọi luôn có muốn gọi hay không. Đó, ok, có muốn gọi. Ok, được. Bây giờ chúng ta ấn vào menu 1 này. Đấy, thì nó sẽ về cái web. Đó, và nếu mà chúng ta ấn về menu chính này. Đấy, thì nó sẽ trở về cái màn hình xin chào. Đây, nó trở về cái thằng welcome này đây. Nó đang ghi text là xin chào. Ok, đoạn này mọi người có hiểu được không? Có nhanh quá không? Cái này gọi là block hiển thị text. Mọi người không hiểu thì mọi người cứ comment nha. Mọi người hiểu thì mọi người comment là 1 nha. Nếu mà không hiểu mọi người comment 2 và mọi người ghi cái nội dung. Rồi, ai không hiểu mọi người comment 2 và comment cái đoạn mà mọi người không hiểu. Rồi, mọi người comment nào để mình qua cái block tiếp theo nào. Bởi vì muốn sử dụng được chatbot thì mọi người bắt cái này thì nó hơi phức tạp. À, mở được cái block á, đây. Mình sẽ kích hoạt cái đường link này. Đấy. Kích hoạt cái đường link này. Đấy. Và mình sẽ gửi cái đường link này cho khách hàng. Hoặc là chúng ta có thể kèm vào bài viết được. Dạ, mọi người không hiểu mọi người cứ comment nha. Tí nữa sẽ hướng dẫn cho mọi người cái phần đó. Mọi người đã bắt đầu đau đầu chưa? Ok, chúng ta sẽ đến cái block tiếp theo, nó dễ hơn nhá. Dễ hơn một chút nhá. Đó là block hiển thị text. Text ở đây là như thế nào? Đây. Text, ví dụ bây giờ xin lỗi mọi người, là block hiển thị hình ảnh. Đây. Bây giờ tôi muốn là hiển thị hình ảnh. Đây, thì tôi sẽ kích vào đây này. Hình ảnh này. Đấy. Chúng ta sẽ chọn hình ảnh thôi. Đấy. Dễ không? Cái này thì quá dễ đúng không? Chúng ta muốn hai hình ảnh thì nhấn vào đó hai lần.
Chưa? Rồi. Tiếp theo thì chúng ta có một dạng thể hiện nữa, đó là album. Đây, có nhanh quá không? Đây, mọi người ấn cái nút này nhá, album nhá. Đấy. Rồi, chúng ta úp ảnh vào album này. À, tùy mọi người thích nhá. Đấy, tức là mình sẽ hướng dẫn mọi người con cháu đó là mình sẽ đưa công thức nấu ăn thôi, đưa nguyên liệu, còn mọi người thích xào nấu thế nào là tùy mọi người. Đấy, nó có cho chế độ này là ảnh dài hay là ảnh ngắn này. Đấy, ví dụ mình thích ảnh dài này. Đấy, nó sẽ tự cắt hình ảnh. Đấy. Đấy nha. Đấy. Đăng này. Đấy. Ví dụ mình mô tả đây là sản phẩm 01 này. Đấy. Giá là 350.000 này, 123 này. Đây là đường dẫn của sản phẩm này. Ví dụ như là sản phẩm này nó sẽ tỏ về cái sản phẩm. Chưa? Ok. Và tương tự thì ở đây thì chúng ta cũng có ba cái nút. Đấy, ví dụ mình có nút chia sẻ này. Đấy, để khách hàng chia sẻ này. Đấy, ví dụ mua hàng chẳng hạn này. Ví dụ vậy. Đấy, hoặc là gọi tư vấn. Chúng ta cũng có ba cái đấy. Chúng ta sẽ đi từ các chức năng đơn giản. Đấy, ví dụ như là ok. Tiếp tục là nút ví dụ như là về menu chính chẳng hạn. Ở đây hiện tại thì mình chưa làm nhiều lắm nên là chưa có cái blog gì để gõ. Hoặc là câu hỏi thường gặp chẳng hạn. Rồi ok, mình sẽ tạo một blog là câu hỏi thường gặp. Đây, nó sẽ tạo blog luôn. Đấy, blog là câu hỏi thường gặp luôn. Mọi người lưu ý ở đây nhé. Khi mà cái này này, nếu mà chúng ta không có cái blog gì ở đây á, thì nếu mà một cái này ở đây đỏ thế này á, thì cả toàn bộ cái blog này nó sẽ không hoạt động khi mà có một cái lỗi ở đây. Nên mọi người thấy màu đỏ là phải cẩn thận. Đấy, chúng ta sẽ cho về blog câu hỏi thường gặp. Tương tự nhé, chúng ta có thể làm cái thứ hai, cái thứ ba chẳng hạn. Ở đây thì ví dụ cho mọi người. Demo chẳng hạn. 250, 123. Đấy. Ví dụ như là đây là đây. Đây là HTT. Link của cái sản phẩm ấy chẳng hạn. Đấy. Tương tự như vậy. Ok. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ không làm. Rồi, chúng ta sẽ thử nhá. Thử cho nó hoạt động này. Kích vào link này. Rồi, bây giờ xem thì chúng ta nó đã hiển thị được cái gì nào. Đây, đây là sản phẩm 01 này. Đấy, nó sẽ ra hai cái bức ảnh này. Và đây. Đấy. Chưa? Đấy. Và chúng ta có thể kích vào đây. Chúng ta muốn chia sẻ nó kích ở đây. Đấy, muốn chia sẻ cho ai chẳng hạn. Hoặc là mua hàng chẳng hạn. Là câu hỏi thường gặp chẳng hạn. Ok, cái này thì từ từ mọi người làm thì chúng ta sẽ làm hiểu dần. Ok, đoạn này mọi người làm được cái chỗ này không? Theo được cái thao tác ở đây không? Tức là chúng ta muốn hiển thị text. Đấy. Chưa? Rồi ok, đó là những cái blog cơ bản nhất nhá. Chúng ta sẽ ví dụ chúng ta sẽ xóa này chẳng hạn. Không giới hạn bao nhiêu blog cả.
Nhưng mà để mà quản lý được á thì mọi người phải phân theo nhóm. Ví dụ mọi người nhìn ở đây nhá, chúng ta phải phân theo nhóm này. Đây, ví dụ khi mà chúng ta nhiều á thì chúng ta sẽ phân theo nhóm. Ví dụ đây là chúng ta có thể tạo thêm nhiều nhóm. Đây nhá, tạo nhóm này, tạo group này. Đấy, đặt tên. Và chúng ta có thể di chuyển giữa các nhóm này với nhau. Đấy, ví dụ đây là chung chẳng hạn, nhưng chúng ta có thể di chuyển qua phần quà được chẳng hạn. Đấy, khi mà chúng ta nhiều cái này thì chúng ta bắt buộc phải quản lý theo nhóm. Chỗ này mọi người có hiểu được không? Không giới hạn block, không giới hạn số nhóm. Ok, đoạn này, đoạn vừa rồi mọi người có làm được không? Làm được mọi người gõ ok nhá. À, những người mà mình chưa làm được thì nếu cần thì mọi người có thể hỏi luôn, hoặc là chúng ta sẽ xem video lại, bởi vì chúng ta cái này là thao tác thôi. Rồi, cái này chỉ là thao tác rồi. Thứ tự hiển thị á, mình muốn hiển thị thế nào, mình xếp xếp trên hay dưới thì nó hiển thị theo thôi. Ví dụ ở đây chẳng hạn mình muốn là cái hình ảnh này nằm phía trên chẳng hạn. Mọi người thấy có cái nút đây, mọi người kéo lên đây này. Đấy, kéo lên xuống thôi. Đấy. Mình sẽ gửi video cho mọi người qua email và qua chatbot. Đấy. Vậy là chúng ta có thể sắp xếp theo thứ tự được. Đấy. Thì mình bây giờ mình muốn hình ảnh này nó lên trước chẳng hạn. Đấy. Chưa? Hiển thị ảnh theo trình tự tin nhắn khách hàng. Tình tự tin nhắn là sao nhỉ? Chưa hiểu câu hỏi. Ở đây có, chúng ta có một cái block này này. Đó là cái block thể hiện là chúng ta đang chat. Đây, nó sẽ chạy như này, nó bao nhiêu giây này. Đây. Ví dụ như nó sẽ chạy trong vòng 4 giây. Tức là nó mô phỏng lại cái chuyện mà khách hàng nó trả lời ấy. Mình đang trả lời, mình đang gõ cho khách hàng đấy. Đó gọi là một cái chờ. Đó là các block cơ bản để mọi người làm. Rồi, bây giờ mình sẽ qua các cái phần chính của buổi hôm nay nhá. Đó là chúng ta cài đặt cái chức năng tự động. Hỏi thông tin thì đó là phần tự động rồi. Thì tí nữa chúng ta sẽ nói chuyện. Đó là phần tự động. Rồi ok. Bây giờ chúng ta sẽ học cái chức năng đó là tự động inbox khi có khách hàng comment nhá. Không, bởi vì mình học nó phải trình tự, nó không là mọi người sẽ bắt đầu bị loạn. Bây giờ nó loạn ở hiện tại các cái dạng block nâng cao thì mình đã bỏ rồi. Bởi vì sợ mọi người đau đầu. Vì block nâng cao thì nó có nhiều kiểu dạng block nữa lắm. Mình nói sơ qua một chút về cái block nâng cao thôi nhé. Với cái block nâng cao này thì mọi người sẽ thấy ở đây có một dấu cộng này. Đấy. Thì mọi người có thể này, tích hợp này. Đấy. Kết hợp với Excel này, kết hợp với lịch này, kết hợp với YouTube này. Kết hợp gửi email cho khách hàng này. Chúng ta có thể là tải video lên đây này, tải file nhạc này. Đó, chúng ta có thể chia sẻ vị trí này. Cái này thì chúng ta có thể nhập liệu người dùng, nhưng mà cái này nó hơi phức tạp thì từ từ mình sẽ làm từ cái đơn giản nhất. Cái này là tí nữa chúng ta sẽ nói dần dần, nhưng mà chúng ta sẽ làm từ cái đơn giản nhất á. Cái buổi hôm nay là chúng ta đầu tiên là chúng ta phải cài đặt được con chatbot. Tiếp tục là chúng ta sẽ
cài đặt được chức năng tự động inbox khi có khách hàng comment nhá. Mọi người có muốn dùng chức năng này không? Chứ không nói mấy cái mà nó khó quá thì mọi người cũng khó làm. Ok, ai muốn sử dụng chức năng này thì chúng ta comment Z nhá, động viên mình nói cho mọi người xem nào. Đây là chức năng tự động inbox khi có khách hàng comment. Rồi. Ok, tự động inbox khi có khách hàng comment. Rồi, nó sẽ làm như thế nào? Đây. Chúng ta sẽ vào phần đây nhá. Phần có cái dấu hỏi này này. Đấy. Ở đây thì nó rất là nhiều thứ, nhưng mà chúng ta sẽ tập trung vào cái này thôi. Đây. Nôm na là đặt điều kiện. Chúng ta sẽ ấn vào đây. Đấy, chúng ta đi cập đồng ý. Rồi. Đây nhá. Rồi. Điều kiện ở đây nhá thì mọi người sẽ đặt cái tên. Ví dụ bây giờ mình nói điều kiện là ví dụ mình muốn cái này bạn gì đó hỏi về sản phẩm một đi. Ví dụ bây giờ mình ở đây là mình hỏi về sản phẩm, câu hỏi chung đi đúng không? Hỏi chung đi. Một. Ở đây mọi người sẽ thấy này. Thứ nhất này, tức là chúng ta muốn là tất cả các bài post ở trên trang comment thì nó đều inbox hay là một bài cụ thể. Nếu mà chúng ta muốn tất cả các bài post á, chat view thì đáng tin cậy em nha, bởi vì cái này là phần mềm khá là lớn của nước ngoài, cực kỳ là lớn, nói chung là nó thuộc hệ cực kỳ là tin tưởng được. Còn chưa biết, nhưng mà nó là tin tưởng được vì nó rất là lớn, bởi vì cái data của mình nó không đáng để nó lấy làm gì hết. Thì bọn này nó cung cấp rất là nhiều dịch vụ. Ok, mọi người đây nhá. Chúng ta muốn một cái post cụ thể chẳng hạn thì mọi người sẽ vào đây. Đây nhá. Ok. Ví dụ mình muốn một cái post cụ thể chẳng hạn này. Rồi mình sẽ lên trang của mình lấy một cái bài post cụ thể. Ok. Đây. Chả có bài nào luôn, thế mình sẽ đăng một bài vậy. Chẳng hạn như vậy, thì mình sẽ đăng đúng không? Rồi, đây là một bài nhá. Thì cái cách lấy link của một bài thì đây, mọi người trỏ bài đâu mất rồi, đây. Chúng ta trỏ vào đây này. Cái thời gian đăng này, chúng ta ấn chuột phải, chọn copy link. Và chúng ta sẽ bỏ vào trong con chatbot. Đấy. Chúng ta có thể xóa cái link như này cho nó đẹp được. Đây mọi người có theo kịp được không? Tức là đây là bài post cụ thể ấy. Rồi, ok. Khi mà chúng ta chọn bài post cụ thể thì ở đây nó tiếp tục cho hai tùy chọn nữa. Đó là chúng ta sẽ là nhắn tin lại tất cả những người comment hay là chỉ theo điều kiện nhất định thôi. Ví dụ chúng ta chọn ở đây á thì ai comment cái gì nó cũng trả lời lại hết á. Ví dụ bây giờ mình ai comment cái gì thì nó cũng trả lời lại là tài liệu của bạn chẳng hạn. Có link là http. Đây. http chẳng hạn. 2.2 chéo. Ok, như vậy đi.
Mọi người hiểu chỗ này không? Thế ví dụ như nó comment một vài sản phẩm chẳng hạn, thì chúng ta có thể gửi một cái link của một, ví dụ nó sẽ comment ở một cái bài chẳng hạn. À, với chứ họ không khóa chức năng inbox á, nó vẫn auto inbox chứ làm sao khóa được, chưa thấy khóa được, bởi vì hiện tại cũng đã thấy ai khóa được inbox đâu, trang nó phải vẫn inbox, hệ thống nó tự inbox. Nhưng mà lưu ý cái inbox này nếu mà người ta không trả lời á, thì lần sau mọi người không thể gửi được với cái dạng khi mà comment này. Ở đây tùy chọn thứ hai thì chúng ta sẽ comment theo 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 đấy. Ví dụ ai đó comment là tôi muốn chẳng hạn. Ok. Tôi muốn không dấu. Đấy, nó như vậy. Muốn chẳng hạn có dấu. Muốn không dấu. Đấy. Vào thẳng inbox luôn. Anh chưa để ý cái chức năng khóa inbox bao giờ cơ. Khóa tức là thông thường, khóa thông thường là khi mà mình chat xong là mình mới khóa được. Thông thường khi đấy là mình chat rồi sau đó mình mới khóa. Khóa khi mà mình làm phiền thì người ta mới khóa. Rồi tùy trang. Ok, đoạn này mọi người hiểu được không? Ở đây thì khi mà khách hàng comment chẳng hạn, ví dụ bây giờ mình sẽ thử nhá. Mình comment là tôi muốn thử nhá. Đây. Đây mình sẽ comment nhá. Đây là với tư cách của mình rồi. Cái chút. Xem nó có gửi không. Ok. Mọi người thấy nó gửi đây rồi này. Chưa? Đấy. Thì nó sẽ kèm cái bài viết ở dưới luôn. Đó. Nhưng mà lưu ý ở đây, khi mà khách hàng mà chưa từng chat với trang á, thì nếu mà họ không, bởi vì cái chức năng này thì họ comment lần đầu tiên thì nó ở cái bài đấy, thì nó mới inbox lại thôi, bởi vì là nếu họ comment nhiều lần thì nó không inbox, nó chỉ inbox một lần thôi, bởi vì nếu không nó phiền khách hàng. Đây. À, tùy mình cài đặt, ví dụ mình cài đặt là comment gì cũng được thì thôi, nó comment gì cũng được hết á. Đây này, tức là ở đây mình đặt ra luật ý là ví dụ khi mà khách hàng hỏi giá chẳng hạn thì nó sẽ tự inbox giá chẳng hạn, hoặc là nó khách hàng gõ mã sản phẩm chẳng hạn. Ví họ mình muốn quy ước là họ gõ mã sản phẩm là CT01 chẳng hạn, thì nó sẽ tự động gửi cái sản phẩm đó. Mọi người hiểu ý chỗ này không? Còn nếu mà không thì thôi, mọi người là tất cả comment, ai comment gì cũng được hết á, không cần, không quan trọng. Và chúng ta cũng có thể đặt luôn là bài nào cũng được á, cứ comment là nó trả lời như vậy à, cứ comment là nó xin chào bạn đến fanpage chẳng hạn. À, cái này thì nó không được thông minh cho lắm, nên là có thể có một câu nhưng mà có từ được, nhưng mà nhiều khi đôi khi nó không nhận ra được, nên là mọi người nó vẫn nhận ra được nếu một câu dài có từ tôi muốn, nhưng mà thỉnh thoảng thì nó cũng không nhận được, nên là chúng ta có thể chọn là tất cả comment. Thì cái này thì mọi người để ý nha, nếu mà chúng ta có thể gõ để khách hàng về một cái đường web nào đấy chẳng hạn. Đây ví dụ mọi người sẽ thấy này, nó sẽ được là đây. Ngoài này nó sẽ báo thì đã phản hồi này. Đây, đã phản hồi này. Đấy. Thì cái này thì mọi người có thể cài đặt theo dạng là bạn có muốn tư vấn gì thêm không chẳng hạn, hay là bạn muốn xem thêm sản phẩm không chẳng hạn, thì nó đều làm được. Hoặc là chúng ta muốn họ đến một cái sản phẩm bất kỳ chẳng hạn thì cũng được luôn.
Ví dụ khi mà nó trả về, nó về sản phẩm 1 chẳng hạn, thì chúng ta chỉ việc lấy link của cái sản phẩm 1 thôi. Đấy, lưu ý nhá, ví dụ như là chúng ta muốn chính xác thì cái bài viết đó phải là bài viết cho sản phẩm 1 và nó sẽ trả về là sản phẩm 1. Ví dụ vậy. Thì khi khách hàng mà click vào đây á, thì nó sẽ họ sẽ thấy được. Đó là cái chức năng tự động trả lời theo từ khóa, theo cái một cái luật. Ok, chỗ này mọi người có làm được không? Nếu mọi người hiểu thì mọi người comment một hết nhá. Còn nếu mọi người không hiểu thì mọi người comment cái câu hỏi. Cái này thì mình cung cấp cái sườn thôi, còn tùy mọi người tổ chức một cái chương trình. Ví dụ chúng ta có thể tổ chức một cái game chẳng hạn. Khách hàng sẽ comment. Ví dụ bây giờ mình tổ chức một cái game chẳng hạn thì khách hàng sẽ comment cái số chẳng hạn. Số bạn muốn chơi chẳng hạn. Rồi ok. Chức năng này chúng ta xong nhá, hoàn thành nhá. Như đã hứa mọi người đó là tự động inbox khi có khách hàng comment. Rồi, ok. Tiếp theo là chức năng là tự động trả lời tin nhắn theo cú pháp. Bởi vì hai cái này muốn dùng tốt thì chúng ta phải kết hợp với nhau. Rồi, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người để khi tích hợp chơi game nhé. Rồi, chúng ta sẽ qua phần tiếp theo này. Đó là tự động trả lời tin nhắn theo cú pháp. Thì mọi người sẽ vào đây. Vào phần đây này. Cài đặt AI này, trí tuệ nhân tạo này. Nghe rất là oai. Đây mình sẽ xóa hết nha. Đây. Thì chúng ta có thể quản lý theo nhóm. Ở đây mình sẽ cho mọi người hiểu hình dung hơn, dễ hơn. Ở đây một cái fanpage này chẳng hạn. Đây. Thì nó đã được cài đặt. Đấy. Khi mà khách hàng gõ này, sim này có không, sim này có không, sim này có sim, có số, có không, có kho, thì nó sẽ tự nhảy đến cái block này. Block là tìm số sim chính xác. Đây. Chưa? Cái này là trong inbox nha mọi người nhé. Cái này là trong inbox á. Đấy. Hỏi về tiền này thì nó sẽ về block hỏi về tiền. Nó nhảy block. Chúng ta có thể chọn ở đây nhá, ví dụ chúng ta thiết lập một điều kiện này. Ví dụ như khách hàng gõ sai chẳng hạn. Đấy. Ví dụ vậy. Cái này thì muốn làm được thì chúng ta phải có thói quen khách hàng. Đó. Rồi, thì chúng ta sẽ đây. Bạn muốn tìm sai nào chẳng hạn. Ok. Đấy. Và chúng ta có thể random nhiều câu hỏi cho nó thêm phần sinh động. Cái này là chúng ta phải huấn luyện dần dần cho nó thôi, chứ không thể một sớm một chiều được. Nhưng chức năng này thì nó khá là mệt. Vì là với một cái từ khóa khách hàng tìm kiếm thì chúng ta phải gõ rất là nhiều. Đấy. Cái này thì nó sẽ dựa rất là nhiều vào cái thói quen của khách hàng á. Đấy. Kể cả là họ viết sai chính tả thì chúng ta vẫn phải ấy được. Đúng rồi, thì ở đây thì mọi người sẽ thấy này, nó có một cái chức năng chỗ này này. Nó ở đây mọi người sẽ thấy này, ở đây có cái chỗ phân tích nhá. Thì nó sẽ phân tích, ở đây nó sẽ có bảng thống kê là
người dùng bao nhiêu này, và ở dưới này thì nó sẽ có một cái bảng thống kê nữa. Đây, đó là người dùng họ nhập vào cái gì. Đây, đây, đấy, đó, họ nhập vào cái gì, hello hỗ trợ này, đấy, không trả lời à này, làm thế nào để được học này, mình có hướng dẫn đây, ok đây, đấy, thì chúng ta sẽ cập nhật từ khóa dần dần, nó không phải là AI nó sẽ không tự học được, à xem lại được nha anh Tô Chu, em sẽ gửi cái video qua cái hệ thống chatbot và email cho mọi người. Mọi người có thể hiểu chức năng này được không? Có thể dùng được không? Và ở đây mọi người lưu ý nhé, ở đây thì nó sẽ có thể đến một cái block. Ngoài text thì nó sẽ đến một cái block. Đấy. Ví dụ bây giờ mình sẽ cho nó đến một cái block nhá. Đấy. Ví dụ đi, bây giờ mình sẽ tổ chức một cái game ở trên đây. Ví dụ đơn giản bây giờ mình cái sản phẩm 01 này đúng không? Sản phẩm này là sản phẩm 01 nhá. Ví dụ mình đặt số nó là sản phẩm 01 này. Đấy. Thì khi mà mình hỏi là khi mà khách hàng gõ, mình sẽ bảo là khách hàng hãy gõ cái mã sản phẩm đi, đúng không? Ví dụ là họ gõ là mã chẳng hạn, mã 001 chẳng hạn. Hoặc ở đây xong một cái mọi người gõ enter nhá, hoặc là 001 chẳng hạn. Đấy. Đây, sản phẩm 001 chẳng hạn. Ok. Thì chúng ta có thể nó tự trỏ về cái block sản phẩm 01 chẳng hạn. Đấy. Mình sẽ chat thử nhá. Tất nhiên là mình sẽ bảo họ, ví dụ mình ghi cái mã sản phẩm ở đây này đúng không? Và họ sẽ, mình sẽ nói khách hàng là bạn hãy gõ cái mã sản phẩm mà bạn muốn mua chẳng hạn. Đấy, mua chẳng hạn 001. Đấy. Giờ. Thì nó vẫn hiểu cái chỗ 001 này. Ví dụ ở đây trong này nó không có chữ mua 001 nhưng mà nó có 001. Nhưng mà nếu mà dài quá thì nó vẫn không hiểu được, tức là cái này thì mọi người phải làm dần. Đấy. Ví dụ mình nói mua 001 phát là nó sẽ ra cái sản phẩm 001 ngay lập tức. Nó đi đến cái block đó. Ok, chỗ này mọi người có hiểu được không? Tức là chúng ta có hai tùy chọn. Thứ nhất là chạy đến một cái tích, thứ hai là chạy đến một cái block. Nếu mà hiểu được mọi người gõ số 2 nhá. Thì cái này thì nó sẽ hơi phức tạp một chút, bởi vì mọi người sẽ phải làm dựa theo cái gọi là cái thói quen của khách hàng, họ tìm kiếm cái gì á. Ví dụ ngân hàng thì có chuyển tiền chẳng hạn, thời gian thì có sai số màu chẳng hạn. Ví dụ bây giờ mình gõ là một cái từ là màu vàng chẳng hạn, màu xanh chẳng hạn, màu đỏ chẳng hạn, đỏ xanh chẳng hạn, vàng chẳng hạn. Ok, ví dụ vậy, bây giờ mình gõ đến cái block đó là block câu hỏi thường gặp đi, đúng không? Mình sẽ, cái câu hỏi thường gặp ở đây thì mình chưa có cái nội dung gì cả. Đấy, mình sẽ thêm text nhá. Áo đỏ chứng tỏ vợ anh. Ok. Ví dụ vậy đi, mình ví dụ vậy thôi. Đấy, chúng ta sẽ chọn một cái ảnh. Rồi. Ok, ví dụ bây giờ mình sẽ chat nhá. Mua áo đỏ ạ. À, thấy chưa? Ok, mọi người hiểu cái này nó hoạt động chưa? Hoặc là mình hỏi bạn có áo đỏ không thì nó hiểu nhá, bởi vì có thể dài thì nó sẽ không hiểu. Đấy, ví dụ như mà mình hỏi là có áo đỏ không chẳng hạn thì nó không hiểu được. Này. Đấy, thì mình sẽ cập nhật là nó sẽ hỏi là bạn có áo đỏ không. Có áo chẳng hạn. Có
màu chẳng hạn. Ok, ví dụ vậy. Rồi. Ví dụ vậy đi. Đúng không? Đây. Áo màu xanh không? À, ok, nó vẫn hoạt động đúng không? Ok, mọi người hiểu cái chỗ này chưa? Thì tức là chúng ta phải cập nhật nó dần dần. Tức là chúng ta bắt buộc phải huấn luyện con chatbot của chúng ta thôi. Không có cách nào hết cho cái thằng nhắn tin tự động này mà một sớm một chiều cả. Bản thân mình thì riêng một cái câu cảm ơn thôi, đây mọi người xem nhé. Riêng cái câu cảm ơn thôi thì cũng đuối rồi. Bởi vì là một lần mọi người gõ sai thì mình bắt đầu phải cập nhật lại. Nhưng mình không theo cái AI này lắm, bởi vì theo AI mình thấy nó. Đấy, ví dụ như Thanh đấy, hay viết thế này thì viết tắt đấy, viết tắt Thanh Anh, Thanh viết sai chính tả, nó đều hiểu được hết. Đấy. Nhiều khi nó hỏi thế này thì nó sẽ trả lời địa chỉ ở đâu chẳng hạn, sai kích cờ chẳng hạn. Đấy. Đấy, uống bia không, nhậu không chẳng hạn. Ok. Chỗ này mọi người hiểu được không? Có thể sử dụng, tự mình sử dụng được cái chức năng này chưa? Mọi người có thể huấn luyện, tự huấn luyện được con chatbot không? Nếu được mọi người gõ ok nhá. Cái này thì chúng ta sẽ làm dần thôi, vì thực sự bản chất của nó không khó, mà nó hơi rắc rối thôi, chứ nó là nó không phải khó. Rồi, ok. Đó rồi, mọi người ok hết xem nào. Còn những ai không hiểu thì như thế nào cho ý kiến, hay đi ngủ hết rồi. Còn coi bao nhiêu người, chắc mọi người làng với lác rồi, đi ngủ hết rồi. Còn nhiều cái muốn nói với mọi người lắm. Mọi người tích cực lên, không có là đi ngủ hết. Cái nào không hiểu thì mình sẽ xem lại dần dần. Ok. Bây giờ mình sẽ đến chức năng tiếp theo nhá. Chức năng này là chức năng mình sử dụng nhiều nhất cho cái con chatbot. Ok. Đó là chức năng nhắn tin cho toàn bộ khách hàng, nhưng mà ở đây á là nó phải phân loại được khách hàng. Bởi vì bây giờ cái vấn đề chỗ này, nếu mà chúng ta nhắn tin không đúng đối tượng á thì cái nội dung cho hay đến mấy mà vào cái đối tượng không cần á thì nó coi như là spam, nó không hay thôi. Bản thân mình thì làm chatbot thì nó còn chửi cho sấp mặt. Thì chửi nhiều thì có kinh nghiệm để chia sẻ lại cho mọi người. Rồi này cuối cùng em làm so sánh. Mỗi cái một hay tí thì em sẽ nói ok. Bây giờ mình sẽ sử dụng tiếp là chức năng nhắn tin cho toàn bộ khách hàng nhá. Rồi, làm sao để nhắn tin mà nhắn chính xác đối tượng? Cái này mọi người để ý nhá, nó sẽ hơi lằng nhằng một chút. Đây, làm sao để nhắn tin cho toàn bộ khách hàng được? Thì cái này thì nó sẽ hơi lằng nhằng một chút. Mọi người để ý theo dõi đoạn này. Thực chất thì gửi tin nhắn cho toàn bộ khách hàng á thì tại sao mà chúng ta nên dùng chatbot? Bởi vì tỷ lệ mở nó cực kỳ là cao. Đấy, ví dụ mọi người thấy BestBest thì nó cũng được là 13. BestBest đây là tỷ lệ này mọi người này. Đây là số người gửi này. Vừa rồi mình sửa lỗi kỹ thuật phát thì mình gửi thì 163 người thì có 107 người đọc. Không click, bởi vì ở đây mình không có cái nút nào để họ click, nên nó không đo lường được cái lượng click. Nhưng mà mình đã gửi được là 107 người. Bởi vì muốn đo được click á thì mọi người phải bỏ ở dưới cái blog text á thì nó mới đo được, bởi vì ở đây mọi người nhìn, mình không muốn là mọi người mất thời gian nên là mọi người bỏ link ở đây luôn. Đấy. Thì cái chỗ này mới là cái chỗ quan trọng mà mọi người phải biết được này. Tức là chúng ta phải gửi tin cho đúng đối tượng. Đúng đối tượng nhá.
Ở đây mọi người sẽ thấy này, nó sẽ có 3 cái tùy chọn. Thứ nhất là gửi tin theo cái trường. Trường ở đây thì nó hơi phức tạp một chút, nhưng mà nó sẽ có những cái trường mà mình thiết lập và nó có những cái trường có sẵn. Trường có sẵn ở đây mọi người nhìn ở đây này. Đấy. Ví dụ họ từng ghé thăm cái blog có tên là gì, từng ghé thăm, kích vào cái nút. Cái nút là cái khách hàng nhìn thấy, tí thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người. Họ có kích vào đường link. Đây, link là cái định dạng này này. Đây. Ở đây thì đường link là mọi người hiểu như thế này nhá. Đây là cái đường link này. Đấy, đường link đây. Đường link của chúng ta mà hôm qua mọi người đăng ký vào cái chương trình này á, đó là cái đường link có tên là như thế này này. DK mọi người gõ này. DK chatbot này. DK. Đây. DK chatbot có tổng cộng là 164 người. Đấy, thì đó là cái chức năng của chatbot, tức là nó phân loại được khách hàng. Đây nhá, mình sẽ mở lại cho mọi người xem. Đây. Facebook của mình hôm qua đúng không? Thì mình có kèm cái đường link. Khi mà mọi người đăng ký thì nó sẽ vào chatbot. Và khi mà vào chatbot á, thì đây. Đúng không? Đây, đây là mọi người nhớ cái đường link hôm qua mọi người đăng ký không? Thì nó hoàn toàn đo lường được là và tiếp thị lại cho những người đã nhấn đường link này. Chính xác luôn. Cái này thì giống như khi mọi người chia sẻ một cái, mọi người có một cái bài viết gì ở trên fanpage chẳng hạn, thì mọi người có thể kiểm soát được là ai đã nhấn cái link đó, và chúng ta nhấn vào link đó thì chúng ta có thể tiếp thị lại cho họ. Đó, giống như là nếu mà không có chatbot này thì chúng ta gửi email thì rất là mất thời gian, hoặc là chúng ta phải SMS mất thời gian. Trong khi đó thì với chatbot thì mình đã gửi lại nhanh chóng 164 người. Đó, với cái nội dung như vậy. Và nó đạt là 66% người đọc. Thì tỷ lệ đọc, đây là tỷ lệ đọc tin nha, nó rất là cao. Đấy. Từ những cái lần nó bị lỗi thôi, chứ còn hầu như thì nó rất là cao. Bèo bèo, ví dụ bây giờ mình tính cái lần ít thì nó tầm 23% chẳng hạn. 23% ở đây là của 2006 thì đó là 607 người rồi. Và tỷ lệ kích ở đây là 6%, 148 click. Ví dụ bây giờ học online chatbot thì ông vừa gửi cho mọi người tại sao mà nó nhanh như vậy, bởi vì là sao? Mình đã gửi 3.001 và có 61% người đọc, và tỷ lệ click vào cái chương trình là 398, và tỷ lệ đăng ký chương trình là, mình nhớ không nhầm, là 127, và tỷ lệ tham gia là hơn 30. Đó. Đoạn này mọi người có hiểu được cái chức năng này không? Tức là chúng ta có thể lọc được khách hàng đã kích vào cái đường link nào của chatbot. Mọi người có phức tạp quá chỗ này không? Nếu mà hiểu được thì mọi người gõ 1 xem nào. Bắt đầu nó hơi rắc rối, bởi vì đây là cái hay nhất của thằng chatbot. Nhưng mà nếu mà mình nói ban đầu thì không ai hiểu cả. Thực sự mình không hướng mọi người theo cái dạng là auto. Mình không hướng mọi người theo cái dạng tự động trả lời. Bởi vì cái đó làm rất là mất công, mà nó lại lớn ngỡ lại mất khách. Mình muốn là mọi người chủ động kiểm soát traffic, phân loại và chăm khách, chăm sóc khách hàng theo một vòng đời luôn. Ok. Thì mọi người lưu ý này, nó có thể lọc được rất là nhiều cái trường. Ví dụ ở đây mọi người có thể lọc được này. Ví dụ bây giờ mình muốn gửi cho, ở đây nhá, nó có thể chức năng nhân bản này. Ví dụ mình gửi cái này rồi, mình muốn nhân bản đi. Đấy, blog đây. Đây, ở đây mọi người thấy mình lọc này. Tức là ở đây mình lọc ra những cái người á. Thứ nhất là họ từng, đây nhá, mọi người nhìn ở đây này.
tức là họ từng ghé thăm blog này. Đấy, xác nhận hủy và dừng. Ở đây thì mọi người có thể tùy chọn này, not, tức là những cái người mà dừng nhận tin đấy thì mình sẽ không gửi cho họ nữa. Và cái thứ hai là những người đã kích vào cái link này rồi này thì mình cũng không gửi, bởi vì là mình sẽ không gửi lần hai cho họ. Thì bây giờ nó sẽ trừ hết rồi thì nó chỉ còn là 2951 người thôi. Đấy. Còn nếu như mà chúng ta xóa bớt đi thì cái người này nó sẽ tăng lên. Đấy, 3000 mấy. Nhưng mà nó sẽ kèm cái đối tượng đó là họ không thích gì mình cả. Mình gửi thì họ lại chửi thôi. Mình không thích như vậy. Vậy nên là khi mà chúng ta gửi tin á, ví dụ như mình chỉ gửi duy nhất cho cái đối tượng mà đã đăng ký học hôm qua thôi, thì nó chỉ là đối tượng này thôi, thì chúng ta có thể gửi được này. Đây, đây, xóa chỗ này cho mọi người dễ hình dung nhé. Gửi cho những người này, đây, đã kích vào blog name. Đây, ví dụ ở đây họ, những ai mà đã tải cuốn sách kỹ thuật chốt đơn Facebook này này, họ kích vào nút này này, thì mình đó là 251 người. Đó. Và mình chỉ tiếp tục gửi cái thông tin cho kỹ thuật chốt đơn, mình gửi thông tin về chốt đơn này cho đối tượng này thôi, blog name này thôi. Đoạn này thì bắt đầu nó hơi lằng nhằng một chút, nhưng mà mọi người, mình muốn là mọi người có thể nghe và hiểu được một chút, sau đó mọi người tìm hiểu thêm. Đó. Ok. Chatbot ứng dụng cho Facebook. Đúng rồi em, nó chỉ chạy cho Facebook được thôi. Nó là chatbot của Facebook. Còn Chatfuel là một nền tảng, thì nó có thể làm cho trang cá nhân, có người làm rồi nhưng mà không phải Chatfuel. Chatfuel chỉ ứng dụng cho cái thằng fanpage được thôi. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người một chức năng nó cao hơn nữa, đó là chăm sóc khách hàng tự động. Tự động nó sẽ tương tự như là không phải cái chức năng mà khi khách hàng tự động fanpage thì chatbot tự động xuất hiện, thì nó không có, một số fanpage mới có thôi, không phải fanpage nào cũng có được cái chức năng đấy. Còn cái vào web cũng vậy, có một số chức năng cái trước đây thì mới được. Ok, mình sẽ qua cái phần tiếp theo, đó là chăm sóc khách hàng tự động. Tức là một khách hàng thực hiện hành động nào đó thì chúng ta mình không dùng chat fail giống như fanpage của anh nhé. Fanpage của anh làm chức năng gì nhỉ? Anh không chưa hiểu chỗ này. Thôi ok, tí nữa mình sẽ cho mọi người đặt câu hỏi thoải mái. Mình nói nốt cái phần chức năng chăm sóc khách hàng tự động này nhá, vì nó khá muộn với mọi người, có thể mọi người mệt. Rồi ok. Chăm sóc khách hàng tự động, ở đây mọi người thấy một cái chức năng này. Chức năng này thì cực kỳ là hay luôn. Đây, mọi người để ý nhá, chúng ta sẽ có cái nút này. Đây, chúng ta sẽ có tạo này. Đây, chăm sóc tự động, ví dụ như là sau bán hàng chẳng hạn. Ok. Đó. Đây là ví dụ như là sau bán hàng là một ngày chẳng hạn, hay là sau bán hàng một ngày. Đấy, thì mình sẽ gửi thông tin gì cho khách hàng. Ví dụ mình đặt tên là sau bán một ngày. Ok, nó sẽ hỏi thăm khách hàng chẳng hạn. Đấy, chúng ta tiếp tục này là sau cái đó một ngày nữa, thì nó, hoặc là sau cái đó 3 ngày chẳng hạn, thì nó sẽ gửi cái gì. Ví dụ mình đặt đây là sau bán 3 ngày, bây giờ là thành 4 ngày rồi. 4 ngày chẳng hạn. Đấy. Tiếp tục thì
ví dụ sau đó 15 ngày chẳng hạn. Đấy. Thì nó sẽ gửi thông tin gì? Đây. Sau 41 là 5 là 20 ngày rồi. Ok. Thì mọi người sẽ ghi cái thông tin vào đây nhé. Tức là chúng ta nó sẽ, khách hàng sẽ tự động được nhận tin, giống như mọi người nhìn ở đây này. Đây đúng không? Dụ sau khi mọi người đăng ký cái khóa chatbot này thì nó sẽ chia sẻ kinh nghiệm chatbot này. Đấy. Tiếp theo là ở đây nó sẽ báo mọi người nhé, là bao nhiêu người đã gửi đi bao nhiêu người này, đọc bao nhiêu người, tỷ lệ click bao nhiêu người này. Đấy, dần dần như vậy, nó một cách hoàn toàn tự động. Bây giờ cái khó đó là mọi người phải lên được cái chuỗi, nó tương tự giống như là chuỗi của email ấy. Thì bây giờ chúng ta có cái gọi là content chuỗi của chatbot. Bởi vì thông thường thì chúng ta bán một sản phẩm và mọi người bán xong là mọi người kệ để đó. Thì tại sao mà mọi người không tiến hành chăm sóc? Ví dụ như là sau bán thì chúng ta sẽ hỏi han gì đấy. Ví dụ một cái áo chẳng hạn, sau bao nhiêu ngày nó hỏng, chúng ta cứ căn cho thông tin có ích đến cái giai đoạn đó và chúng ta sẽ mời họ mua sản phẩm khác. Đấy. Chúng ta có thể kích ở đây được. Đó, hệ thống tự động. Đến chỗ này mọi người hiểu được không? Và cái này chúng ta cũng có thể thiết lập hoàn toàn tự động luôn. Đoạn này mọi người có còn hiểu được không? Mọi người hiểu hay không hiểu được? Nếu mà mọi người hiểu được mọi người gõ 1, mà không hiểu được mọi người gõ 2 xem nào. Tức là nó sẽ cho mọi người thiết lập bán hàng theo một cái vòng đời luôn. Và nó có một cái chức năng nó cao hơn một chút nữa, nhưng mà cái này thì mọi người bắt buộc để ý, bởi vì nó sẽ khó hơn. Thì bây giờ có thể mọi người không hiểu, nhưng mà ngày mai thì mọi người có thể xem lại video nhé, thì mọi người sẽ hiểu rõ hơn về cái thằng này. Đó là làm sao để chúng ta thiết lập trả lời tự động được như vậy. Ok, để thiết lập được á thì mọi người làm như sau. Ở đây mình lấy ví dụ nhá. Mình đã có một cái chuỗi content rồi. Đó là chuỗi này là chuỗi sau bán hàng rồi, mình ví dụ vậy đi. 1 2 3 tầm khoảng 50 cái tin nhắn chẳng hạn, ví dụ vậy. Ở đây thì với hệ thống chatbot thì chúng ta có thể chuyển cái giai đoạn của khách hàng được. Từ chưa biết gì đến mình đến biết, rồi đến quan tâm sản phẩm đến mua. Đấy, chúng ta cứ chăm sóc đều đặn, bởi vì theo thống kê thì một người nhớ đến thương hiệu thì ít nhất phải họ phải thấy thương hiệu đó 20 lần. Không thể đùng một cái họ nhớ. Cũng như tương tự ở đây chẳng hạn. Ở đây mình có một câu hỏi. Nếu như mà mọi người mua tủ lạnh thì mọi người sẽ chọn mua ở đâu? Mọi người chọn mua ở đâu? Mọi người mua tủ lạnh, mọi người chọn mua ở đâu? Mọi người comment thì mọi người mua ở đâu cho nào? Điện máy gì chứ? Mọi người nhớ thằng nào đầu tiên? Đúng rồi. Tại sao mà ở đây có nhiều người nhớ điện máy xanh như vậy? Có phải là vì nó tốt không? Có phải vì nó tốt hơn những nơi khác không? Không, đúng rồi. Và thực chất là do chúng ta bị nhồi sọ quảng cáo. Cũng giống như là khi chúng ta mua điện máy xanh, ở đây mình lấy ví dụ là điện máy xanh, thì chúng ta mua một sản phẩm gì á, thì tự nhiên khi chúng ta nghĩ đến á, thì cái não bộ chúng ta nó sẽ nhớ đến cái thằng nào mà chúng ta nhớ nhất thôi. Chứ không phải mặc định là chưa chắc là nó tốt nhất đâu. Thì cùng cái việc này chúng ta cũng tương tự như vậy.
chúng ta sẽ nhắn tin cho khách hàng. Ở đây chúng ta sẽ nhắn tin những cái thông tin có ích, thông tin có ích, có ích, có ích, có ích, có ích, để duy trì sự kết nối giữa thương hiệu và cái người khách hàng. Và đến ngày khi mà chúng ta khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm á, thì tất nhiên là cái nào mà gần họ nhất, mà họ nhớ nhất á, họ yêu mến á, hoặc là họ nhớ nhất thôi, chưa nói yêu, họ nhớ á, thì có đó, mình chưa nói nhưng mà nó có khả năng mua hàng cao hơn. Cái này mọi người có đồng ý với mình không? Nếu mà đồng ý mọi người ok thử xem nào. Thì mình cũng muốn là chatbot như vậy. Như là Du Lâm là bên Tupperware phải không? Ok. Thì cái này cũng tương tự, thì em có thể gửi một chuỗi những cái thông tin về cái thông tin có ích về cái sản phẩm nhựa của bên công ty á, một chuỗi như vậy và kèm theo, tức là mình chủ động nhắn cho khách hàng, ví dụ là muốn sử dụng một cái ebook gì đấy về bảo quản thực phẩm đông lạnh, sau đó thì khi mà họ đã nhận thông tin thì bắt đầu em gửi hàng tuần. Ok, tuần này thì chúng tôi sẽ gì đấy làm cho căn bếp nhà bạn tiệt trùng, rồi tuần khác nói chung là rất là nhiều chủ đề và mình gửi liên tục, và mình sẽ kèm các cái sản phẩm bên dưới quảng cáo sau một thời gian. Gửi cái gì á thì mình phải liên quan đến cái thói quen khách hàng, tức là mình phải đặt mình ở vị trí khách hàng muốn thấy cái gì. Em cũng có thể cho người ta đăng ký, những người mà đăng ký muốn nhận catalog hàng tháng cũng được, vẫn được. Đó là cái chức năng. Đây thì cái này nó sẽ phức tạp một chút để mọi người thiết lập được nhá. Thiết lập được cái... ví dụ bây giờ mọi người muốn nó tự động, khách hàng tự động nhảy vào cái chuỗi sau bán hàng này chẳng hạn, thì khi mọi người tạo á thì mọi người phải thiết lập nó vào. Ví dụ ở đây mình lấy ví dụ nhá, đó là những người đăng ký chatbot của cái chương trình chatbot này nhá. Đấy, thì nó sẽ tự động vào phễu. Ở đây là có cái nút này, mọi người thấy có cái nút không? Có dấu cộng này nhá, thì mọi người sẽ thấy cái phần đây là phần phễu tự động này, vào phễu và ra phễu này. Ok, mình sẽ cho họ, cho khách hàng vào cái phễu nhá. Đó, đó là sau bán hàng này. Đấy, thì tất cả những người ghé thăm cái blog này á thì nó tự động vào cái phễu sau bán hàng hết, và nó sẽ tự động chăm sóc. Đấy, chăm sóc. Và tương tự, ví dụ như sau tầm 20 ngày rồi chẳng hạn, thì mình sẽ cho họ thoát ra khỏi cái phễu ấy. Đây là thoát phễu này. Họ không nằm theo đối tượng sau bán hàng nữa, mà họ sẽ nằm ở một cái đối tượng khác, đó là mình ví dụ đó là khách hàng trung thành ấy. Đây, ví dụ mình ví dụ vậy. Tức là chuyển sang một cái chế độ chăm sóc khác khi mà họ thực hiện một cái hành động gì đó. Ở đây có phức tạp hơn một chút là họ thực hiện hành động gì đó. Ở đây mình muốn đoạn này mọi người hiểu được cái chỗ là khi khách hàng thực hiện thì nó có thể là ra phễu và vào phễu, hoàn toàn tự động, hoàn toàn chăm sóc tự động được. Cái khó bây giờ phải là hình dung, khó bây giờ là hình dung được là chúng ta sẽ tiếp cận khách hàng như thế nào. Ok, đấy, cái phần chăm sóc tự động này thì chỉ là một góc của thằng ấy thôi, thì mọi người có hiểu được không? Thực chất thì gửi tin nhắn, cái câu hỏi này rất là hay, đó là gửi tin nhắn cho toàn bộ khách hàng thì liệu Facebook có đánh giá là spam không? Thì spam hay không á, thì nó phụ thuộc vào cái tin nhắn mà em gửi cho khách hàng, tức là nó có hữu ích hay không. Ví dụ ai cũng thích, ai cũng đọc thì nó không được gọi là spam. Nhưng mà cho dù em gửi ít nhưng mà nội dung nó không ai thích và người ta ghét thì nó báo, thì nó là gọi là spam. Thì với cái luật mà cập nhật của Facebook thì em không thể gửi các chương trình sale giảm giá linh tinh được. Thì nó có trong điều luật. Nhưng mà anh gửi, hiện tại anh gửi tầm khoảng 3.000 thì anh chưa thấy vấn đề gì. Nên lên 5.000, 10.000, nhưng mà quan điểm của anh là nó giống như nấu ăn vậy thôi.
Ví dụ em nấu cái món nó rất là ngon nhưng mà đằm cái người họ không thích thì nó gọi là ghét người ta, trù dập người ta. Và tương tự như là em nấu cái món đó em không thích, em cảm giác không ngon nhưng mà người ta thích ăn thì lại được. Nó như vậy. Ok, đoạn này mọi người hiểu đúng không? Mọi người có đủ sức để nghe cái phần tiếp theo là kịch bản cho chatbot không? Còn bao nhiêu người nếu mà mọi người coi còn bao nhiêu người nào? Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Còn coi có đủ 10 người không à? Rồi ok, ai đi ngủ thì chúng ta có xem video. 7. Coi có đủ 10 người không? Vì bây giờ nó khá muộn, chúng ta nói từ khi 9 rưỡi. Ok, vậy thì mình sẽ nói nốt cho các bạn phần kịch bản cho chatbot nhá. Bởi vì kịch bản này thì nó khó nhất á. Nó khó nhất làm chatbot là ở kịch bản chatbot, chứ không phải ở kỹ thuật. Chào Du Lâm. Nó khó ở là khó ở kịch bản, bởi vì là kỹ thuật thì nó mọi người có thể tìm ở trên mạng, có thể tìm YouTube, nói chung là rất là nhiều là nhiều. Nhưng mà cái khó là khó ở kịch bản của chatbot. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người làm một cái kịch bản. Kịch bản đơn giản thì nó sẽ có hai phần. Thứ nhất là phần hút, thứ hai là phần đẩy. Hút tức là những cái giá trị chúng ta cho đi để kéo khách hàng vào hệ thống. Ví dụ chẳng hạn bây giờ mình muốn bán một cái thuốc về đau dạ dày chẳng hạn, thì mình không thể chạy ngay, là mình không thể đẩy được, là đẩy ngay cái thông tin là tôi bán thuốc đau dạ dày ông mua đi, chả ai tin cả. Nhưng mà mình có thể làm riêng một con chatbot thành một con landing page luôn. Tức là riêng con chatbot ấy mình ghi là các phương thức dân gian, các vị thuốc dân gian chữa bệnh dạ dày chẳng hạn. Rồi mình sẽ hút. Hút tức là mình sẽ chia sẻ những kiến thức về bệnh dạ dày, thức ăn cho bệnh dạ dày chẳng hạn. Và mình sẽ chạy làm sao cho nhiều người tải cái nội dung đó nhất có thể được. Ví dụ vậy. Ví dụ như mình làm là ebook rồi là những cái món ăn tốt cho bệnh dạ dày chẳng hạn. Thì mục đích của mình á, đó là những người nhận ebook đó thì mình biết xác định là họ bị bệnh dạ dày. Và sau đó thì mình mới đẩy, tức là mình sẽ update thông tin, update và mình kèm quảng cáo cho họ. Thì để mọi người hiểu hơn thì mình sẽ mở một cái kịch bản, một con chatbot cho mọi người dễ hình dung. Và cái này nó là cái khung của chương trình. Đây, ví dụ đây là một kịch bản chatbot. Đây. Cái này là kịch bản chatbot của cháu. Chứ không phải tiếng Anh, chưa sửa. Đây. Đây là 1, 2, 3, 4 phần cơ bản của một con kịch bản chatbot. Thứ nhất là cái phần mà màn hình chào á, tức là từ cái thằng welcome á. Đấy. Nó là thông tin gì, ví dụ như xin chào các bạn đến với cháo mẹ nấu chẳng hạn. Đấy. Thì ở dưới nó á, thì nó sẽ có ba cái nút để họ click, đó là các món cháo này, gọi tư vấn này và các câu hỏi thường gặp. Đấy, mọi người nhìn tương ứng ở đây, mỗi cái ở đây là một cái block. Khi mà họ kích vào các món cháo á thì nó sẽ ra hai cái block, đó là danh sách cháo nóng và danh sách cháo lạnh. Đấy, trong danh sách cháo nóng á thì nó sẽ có là danh sách cháo thủy hải sản, danh sách cháo gia súc, danh sách cháo gia cầm, danh sách cháo đặc biệt. Và trong danh sách cháo đặc biệt thì bắt đầu là có các loại cháo. Đó là cơ bản một dây sản phẩm như vậy. Đó. Thì ở đây là mình đang vẽ, tức là mình không
không không không có cái phần mà phần hút. Ở đây là đang là phần đẩy thôi, tức là đẩy thông tin cho khách hàng họ nhìn thấy sản phẩm thôi. Còn riêng nếu mà cái này mà làm phần hút á, thì ở đây thì bắt đầu nó sẽ thêm những cái mà kiến thức về chăm trẻ con rồi này nọ á, thì chúng ta sẽ chủ động cho khách hàng vào, ví dụ ebook, video, khóa học gì đấy, coi là nó là phần quà tặng đi, ví dụ vậy. Thì khi khách hàng vào hệ thống chatbot thì họ có thể tự mò mẫm trong đấy để lấy những cái kiến thức trong hệ thống. Cái này thì mình sẽ cập nhật một lần và dùng cho rất là nhiều khách hàng, mình có thể thuê một lần. Đó, đó là cái về cái màn hình chào. Tức là mình thì khi nào hai phần, đó là phần hút và phần đẩy. Đẩy là thông tin về sản phẩm dịch vụ, hút đó là những cái có ích cho khách hàng. Mọi người cứ làm theo kiểu như vậy. Còn ở đây là cái menu chính này, menu chính này, menu chính là thằng này. Đây mọi người thấy cái menu chính ở đây. Đây nhá, menu chính này. Thằng này là thằng menu chính. Đây, đây là gọi menu chính nhá. Ok, thì để làm cái menu chính này thì mọi người sẽ vào đây. Tức là chỗ này để giúp khách hàng mua hàng nhanh đấy, quà tặng miễn phí này. Ví dụ như cái của mình thì mọi người sẽ thấy đây là phần hút này, đây là phần đẩy này, đây là phần hút sẽ có này, ebook này, khóa học miễn phí, blog cá nhân, YouTube này. Kích vào ebook thì nó sẽ ra ebook này. Đấy, ebook kinh doanh này. Đấy, ebook chốt đơn này. Đó. Và ở đây thì mình sẽ có phần đẩy. Đẩy sẽ có lịch khai giảng này ha. Ok, đấy. Đấy, nó tiếp tục, đó là phần đẩy. Thì để mà làm được cái chuyện đó thì mọi người sẽ vào đây. Mọi người quay trở lại nha, cái bánh răng nhá. Đấy. Và mọi người sẽ chọn ngôn ngữ là Việt Nam nhá. Đấy, Việt Nam. Đây mình sẽ dùng con chatbot trắng cho mọi người dễ hình dung. Đây. Đấy. Thì mọi người sẽ thấy này. Đây là cái nút là có cho phép người dùng nhập liệu hay không. Đấy, tất nhiên là mình phải cho phép. Tức là nếu mọi người muốn một hệ thống thuần về chatbot, tức là họ hoạt động ở trên menu, thì chúng ta có thể khóa chức năng người dùng nhập liệu lại và khách hàng tự động ở trên chatbot. Thì mọi người sẽ thấy nhá. Đây, ví dụ mình sẽ xóa hết cái này đi. Xóa hết đi. Đây. Thì nó sẽ chọn cái này thì không ẩn được này, thì chúng ta sẽ cho này. Nó có hai tùy chọn. Một là đến trực tiếp blog, hai là mình sẽ đến một cái danh sách tiếp theo. Thì tất nhiên là mình sẽ chọn danh sách tiếp theo. Ví dụ ở đây là mình nói là phần hút đi cho mọi người dễ hiểu. Đúng không? Hút. Ok. Và chúng ta sẽ có phần đẩy. Đấy, sub menu đây. Ok, chúng ta chỉ tạo được hai cái ở đây thôi. Và ví dụ trong hút chẳng hạn, đây chúng ta sẽ có này, hút này, trong hút này, chúng ta sẽ có trong hút này, chúng ta sẽ làm được ba cái. Chứ chúng ta có thể làm một cái sub menu tiếp theo được nữa. Ví dụ như là video chẳng hạn, mình ví dụ vậy. Đấy. Thì chúng ta được 3 cấp ở đây. Thằng này là ebook chẳng hạn. Đây. Đấy. Thằng này là khóa học chẳng hạn. Mình ví dụ vậy. Đấy, thì chúng ta có thể làm ở đây. Sub tiếp. Nếu chúng ta muốn làm nhiều bài viết hay chẳng hạn. Đấy. Chúng ta chỉ làm được tầm 5 cái, mình nhớ không lầm là 5 cái. Ví dụ link đi, ví dụ vậy. Hết rồi, 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, ở trong này thì chúng ta không có sub được nữa. Mà trong video thì chúng ta phải có cái gì rồi. Đấy, ví dụ là video dạy con chẳng hạn. Ví dụ mình nói về cái cháo chẳng hạn. Nấu cháo chẳng hạn. Dinh dưỡng chẳng hạn. Ok, và mình có thể là gõ URL luôn. Hoặc mình gõ một blog URL kéo hẳn đến web. Mục đích là kéo khách hàng về web. Đấy. Gõ blog, ví dụ blog là ví dụ đi, mình ví dụ nhé.
đấy, mình thêm tiếp theo thôi. Đây, ví dụ như là nuôi con đấy, mình ví dụ vậy. Mình sẽ gõ blog là xem boy, ok. Đấy, đó, vậy là mình đã có một cái menu, mình sẽ test nó nhá. Cái menu là giúp khách hàng nó xử lý nhanh được, bởi vì khi họ chat họ sẽ thấy luôn. Đây, đấy, cái đầy nó chưa có gì đấy. Rồi, ok. Cái còn anh hỏi là sản phẩm ngâm rửa phụ khoa thầy cho em khuyên hút khách hàng dần dần họ mua hàng được không? À, thực chất thì muốn hút được thì bắt buộc phải hiểu hai cái. Thứ nhất là hiểu khách hàng, thứ hai là hiểu sản phẩm. Và cái này thì anh không thể hiểu sản phẩm cùng không hiểu khách hàng, nên anh không biết đưa ra lời khuyên như thế nào. Tức là hút thì mình phải dựa trên là họ muốn cái gì, và cái muốn đó nó phải liên quan đến sản phẩm thì chúng ta mới làm hút được, chứ không làm sao chúng ta có thể làm hút được. Không, không thể, cũng giống như làm quảng cáo Facebook vậy thôi. Thật sự thì mình phải hiểu sản phẩm và hiểu khách hàng ấy, thì mới làm được, chứ không phải là ai biết chạy thuật Facebook cũng có thể làm tốt được. Thật sự không, không phải. Chỉ người học, người bán hàng là người hiểu chuyện đó nhất. Rồi, ok. Mọi người chỗ vừa rồi mà nói mọi người hiểu không? Về cái mô hình không? Đó, đó là cái menu chính nhá. Mọi người còn sức để nghe tiếp không? Còn sức để gõ comment còn xem nào. Còn phần còn người còn này. Ok, rồi còn thì chúng ta tiếp tục. Ok, sau khi menu chính á thì chúng ta sẽ đến cái cài đặt cho tự động. Tự động thì mọi người sẽ có hai nhánh. Thứ nhất là tự động comment bài viết và tự động từ khóa trong inbox. Từ khóa chung á, chung ở đây là chung trong cái sản phẩm của mình. Tức là chung trong cháo thì là nấu như thế nào, ăn ra sao, có chất bảo quản không, thì đó là câu hỏi chung. Thì bài nào chúng ta cũng có thể cài được, tức là chúng ta cài tự động tất cả các bài. Tức là cái này là dựa trên thói quen người dùng. Khi mà họ hỏi á, giống như địa chỉ ở đâu rồi sử dụng như thế nào, nói chung là nó thuộc dạng là câu hỏi thường gặp, thì chúng ta sẽ thiết lập một cái hệ từ khóa như vậy. Cái dạng comment thứ hai á, đó là riêng cho từng bài. Riêng từng bài ở đây là ví dụ khi khách hàng chúng ta đưa ra một cái sản phẩm, là đưa ra một cái chương trình là ebook nấu cháo dinh dưỡng cho con chẳng hạn, thì khi mà họ comment cái bài đó thì nó sẽ trả về cái kết quả gì, một cuốn ebook, một cái chuỗi video chẳng hạn. Đó là riêng cho từng bài. Còn cái từ khóa inbox thì mình cũng, nó tương tự giống như comment, nó gồm là phần chung và phần riêng. Thì từ khóa trong inbox thì chủ yếu là phần chung. Nhưng mà nếu mà chúng ta chạy những cái sự kiện riêng, những cái sản phẩm riêng, thì chúng ta có thể theo từ khóa của từng sản phẩm. Ví dụ như là gõ CT chẳng hạn là bộ sưu tập gì đó, AV là bộ sưu tập gì đó. Rồi, sau này đưa số điện thoại anh lên đây. Chết giờ, chết giờ. Ok. Tiếp theo cái phần nữa, cái phần này thì mọi người làm được thì tốt, mà thời điểm này mọi người chưa làm được thì cũng không sao. Nhưng mọi người nên biết, đó là chăm sóc tự động. Đấy, chăm sóc tự động ở đây thì ở đây là cái này là của trung tâm tiếng Anh, nên là thì nó sẽ chăm sóc theo khu vực này, bởi vì các chương trình apply thì nó khác nhau. Chăm sóc theo học viên này, học viên cũ này, chăm sóc học viên tiềm năng này, nhận này, tài liệu hỏi một khóa học này. Tức là chúng ta phân cấp từng đối tượng khách hàng. Cái này thì hơi phức tạp một chút, nó sẽ liên quan đến cái này thì không đủ thời gian để nói với mọi người. Mổ trung tâm tiếng Anh, cái này là đợt anh vẽ ở bên kia.
thì nó cũng tương tự thế này thôi. Nói chung là tất cả các kịch bản thì nó phải dựa trên khách hàng. Ok, còn cái phần này thì nợ mọi người vậy. Ứng dụng. Ok, cái này thì nợ mọi người vậy, bởi vì nó bắt đầu nó quá, mình thấy bắt đầu mọi người rất là đau đầu, rất phức tạp vậy, thì mình sẽ cố gắng làm ở cái video sau, nó muộn lắm rồi. Ok, thì hy vọng thì qua cái buổi học online hôm nay thì mọi người sẽ có thể tự cài đặt một con chatbot cho mình và hiểu cách nguyên lý vận hành của con chatbot để ứng dụng vào cái fanpage của mọi người tốt hơn. Còn mọi người muốn sử dụng chatbot tốt thì mọi người phải sử dụng dần thôi, kể là phần AI chẳng hạn thì mọi người cứ sử dụng dần dần đó. Ok, mọi người có câu hỏi gì không? Bởi vì bây giờ nó khá là muộn rồi. Dạ anh, cái này thì thực chất thì nếu mà mình với chatbot thì mình có thể bán được cái gì, bởi vì mình ở đây là mình bán ngược, tức là mình đi ngược lại từ vấn đề khách hàng, sau đó rồi nó sẽ nói chung là mình sẽ chăm sóc khách hàng, chăm sóc, nên là hầu như sản phẩm gì cũng bán được. Thì cái video này thì mình sẽ úp ở trên YouTube cho mọi người, cùng đồng thời là sẽ gửi cái video về hệ thống chatbot và cái email cho mọi người nhá. Ok, nếu mà mọi người không có câu hỏi gì nữa thì mình xin phép được kết thúc chương trình tại đây. So sánh chat filler và ManyChat thì ManyChat thì thực chất thì nó nhiều chức năng, nhưng mà chức năng của nó thì rất là phổ thông, nó không có tính mở rộng cao, và chat ManyChat thì rất là dễ sử dụng. Nhưng mà để mà sử dụng một hệ thống lớn thì ManyChat nó độ tùy biến nó không cao, và thực chất thì chat filler thì nó nhiều chức năng hơn, nhưng mà trong cái chương trình này em không có đủ thời gian để nói hết về cái chức năng của chat filler được. Ok, hướng dẫn là thêm khách hàng cũ, thời gian tạo chatbot. Ở đây thì có một cách rất là nhanh nhưng mà phải mất tiền, mà nó an toàn. Đó là chúng ta có thể sử dụng cái thằng Facebook. Đây nhá. Ok, đây. Đấy, chúng ta có thể chọn tin nhắn luôn. Đấy, ví dụ vậy. Nay mấy ông chạy bùng nhiều quá, CPM đang đẩy lên cao. Ok, đây, chúng ta sẽ để ý cái chỗ này này, tức là cái chỗ phần tin nhắn này, trong nhóm này, chúng ta có thể là gửi tin nhắn cho những cái cuộc trò chuyện hiện tại. Thì với chi phí là 100 đồng cho một lượt tin nhắn, thì mục đích làm gì? Chúng ta có thể gửi một cái quà tặng cho tất cả khách hàng cũ chẳng hạn. Đấy, tất cả khách hàng cũ một mình một lần. Đấy, và như vậy thì nó sẽ đưa vào hệ thống chatbot được. Tương tự thì mọi người cũng có thể chạy quảng cáo để khách hàng, mình có thể lấy một cái link, một cái mã khuyến mại gì đấy, mình có thể gửi SMS cho tất cả khách hàng để đưa vào hệ thống chatbot. Và hệ thống chatbot hiện tại thì mọi người có thể kết nối với con bot luôn ở trong này được. Facebook hiện tại nó đang cập nhật cái phần cho chatbot luôn ở trong này, phần ở phần quảng cáo mọi người. Đây này, kết nối với con bot của bạn này. Đấy, thì mọi người sẽ gọi là blog này. Hai chấm và tên này, ví dụ như là sản phẩm 01 chẳng hạn. Tức là cái tên này là tên của blog á. Thì khi mà khách hàng mà kích vào đấy á,
thì nó sẽ trỏ về cái block sản phẩm 01 luôn, không cần mọi người phải đưa link mất công nữa, nó sẽ trỏ về tự động về cái đó luôn. Đó là về cái đấy làm vậy. À, mình phải xóa cái mặc định đi, xóa xóa cái mặc định đi, mình xóa cái mặc định bởi vì bạn vào sau thì bạn không nghe cái phần đấy, tức là mình phải xóa cái mặc định này này, xóa xóa trắng luôn, xóa trắng luôn. Còn anh Trần Nghi thì em khuyên thật lòng là anh nên sử dụng chat viewer đi, nó mạnh hơn rất là nhiều lần. Bọn em có thể tích hợp bởi vì chat viewer thì nó có một cái chức năng này anh này, đó là kết hợp với API ở bên ngoài đấy, thì anh có thể xuất ra Excel, có thể xuất ra phần mềm bán hàng, xuất ra phần mềm quản lý hệ thống hay kết nối vào web hay là kết nối bất cứ cái gì anh muốn. Như bọn em vẫn viết cái API này cho khách hàng, ví dụ đây là một khách hàng của bọn em chẳng hạn, thì bọn em viết API đây thì nó sẽ kết nối với hệ thống của khách. Ví dụ như anh thấy cái sim số này chẳng hạn, tìm sim chẳng hạn, thì nó sẽ kết nối với hệ thống sim của khách đây này, nó kết nối với hệ thống sim Đức Trí này này và đưa ra cái danh sách sim luôn, nó rất là tiện đấy. Anh có thể tích hợp phong thủy, anh có thể tích hợp rất là nhiều, nói chung là không giới hạn luôn, rồi rất là nhiều cái. Hiện tại như là anh có thể tích hợp cả web vào đây luôn được, rất là tiện. Thì trong thời gian này em không có đủ thời gian để nói. Ok, vậy chúc mọi người về áp dụng chatbot tốt nhá, và mong là mọi người thấy cái chương trình này bổ ích thì mọi người có thể là phản hồi ở trên trang này, lần sau mình tổ chức một cái chương trình nó tốt hơn, và làm cái chương trình tốt hơn. Với dự định của mình thì mình muốn tổ chức là một tuần một lần một cái chương trình online gì đấy cho mọi người, về có thể về hình ảnh, về chatbot hay là tất cả những cái gì mà mọi người yêu cầu. Mọi người chào nhau nhá, hai nha. Ok, chúc mọi người làm thành công nhá. Rồi chào cả nhà, thì mình sẽ gửi cái video qua email và qua cái hệ thống chatbot cho những người đăng ký và tất cả mọi người. Quên quên có cái này nói mọi người một chút không, mọi người lại quên. Ở đây thì chúng ta có một cái nhóm về chatbot, thì mọi người có thể vào đó, mình đã lập ra một cái nhóm về chatbot thì mọi người vào đó trao đổi. Hiện tại nó còn gần đạt 1.000 thành viên này, mình mới làm đây, thì mọi người có thể vào đó trao đổi về chatbot. Chúng ta có thể cùng nhau tìm hiểu về chatbot, nó rất là nhiều chức năng, đặc biệt là chat viewer đấy, thì mọi người có thể vào đó. Và còn cái quà tặng mọi người là cái chương trình bộ video về chatbot thì mình sẽ gửi cho mọi người sau luôn, vì mình muốn rất là nhiều người biết về chatbot, mình không muốn mọi người mất nhiều tiền. Kể cả chương trình sắp tới bên mình học về Facebook thì cũng có chatbot để tiết kiệm tiền. Ok, mình chào tất cả mọi người nha. Rồi.